Đáp, nếu đất chỉ là sắc, trước kia đã nói lỗi, lại đất là tướng cứng, nhưng con mắt chỉ thấy sắc, như thấy trong dưới nước, tượng trong gương, bóng của cây cỏ. Thời không có tướng cứng là do thân con xúc chạm mà biết. Lại nữa, nếu con mắt thấy sắc ấy là đất, còn tướng cứng là địa chủng, con mắt thấy sắc ấy là nước lửa, còn tướng ướt là thủy chủng, tướng nóng là hỏa chủng. Nếu như vậy thì gió và phong chủng cũng nên phân biệt, nhưng mà không phân biệt được. Nhiên nói, thế nào là gió, thế nào là phong chủng, thế nào là phong chủng, thế nào là gió? Nếu gió và phong chủng là một vật, thời không nên đáp hai cách. Nếu gió và phong chủng không khác, thời đất và địa chủng cũng không thể khác. Hỏi, bốn đại mỗi mỗi không liền nhau, như trong đất có nước, lửa, gió, bốn thứ. Nhưng trong đất thì đất nhiều hơn hết nên gọi là đất, trong nước lửa gió cũng như vậy. Đáp, không phải. Vì sao? Vì nếu trong lửa có bốn đại thì phải nên đều nóng cả, vì không có lửa gì không nóng. Nếu ba đại kia ở trong lửa mà không nóng, thời không gọi là lửa. Nếu nóng, thời đất nước gió bỏ mất tự tánh đều gọi là lửa. Nếu cho nó, cho là nó vi tế nên không thể biết, thời không khác gì với không có. Nếu có thô có thể biết được, thời biết có vi tế, nếu không thô thời cũng không tế. Vì các nhân duyên như vậy biết tướng đất không thể có được, nếu tướng đất không thể có được, thời tướng của hết thảy pháp cũng không thể có được. Thế nên hết thảy pháp đều một tướng. Hỏi, chẳng nên nói vô tướng, vì sao? Vì đối với các pháp vô tướng, tức là tướng, nếu không có vô tướng, thời không thể phá tướng hết thảy pháp. Vì sao? Vì không có vô tướng. Nếu có vô tướng ấy, thời không thể nói hết thảy pháp vô tướng. Đáp, lấy vô tướng để phá tướng các pháp. Nếu có tướng vô tướng, thời đọa vào trong tướng các pháp. Nếu không đọa vào trong tướng các pháp, thời không nên hạn hỏi. Vô tướng phá hết tướng các pháp cũng là tướng tự diệt. Ví như que củi mồi lửa, sau đó đốt hết củi cũng lại tự đốt. Thế nên thánh nhân thực hành vô tướng tam muội để phá vô tướng. Lại nữa, Bồ Tát quán hết thảy pháp không hợp, không tan, không sắc, không hình, không đối, không bày, không nói, chỉ có một tướng, đó là vô tướng. Như vậy các pháp một tướng, làm sao quán chủng chủng tướng? Hết thảy các pháp thu nhiếp vào hai pháp là danh sắc, sắc vô sắc, có thể thấy không thể thấy, có đối không đối, hữu lậu không lậu, hữu vi vô vi, vân vân. Hai trăm pháp môn hai phần như trong phẩm Thiên Nạn nói. Lại nữa, có hai pháp là nhẫn nhục và nhu hòa, lại có hai pháp là thân kính và cúng dường. Hai thí là tài thí và pháp thí. Hai lực là lực tuệ phân biệt và lực tu đạo. Hai cụ túc là giới cụ túc và chánh kiến cụ túc. Hai tướng là tướng chất trực và tướng nhu nhuyễn. Hai pháp là định và trí. Hai pháp là minh và giải thoát. Hai pháp là thế gian pháp và đệ nhất nghĩa pháp. Hai pháp là niệm và xảo tuệ. Hai đế là thế đế và đệ nhất nghĩa đế. Hai giải thoát là đãi thời giải thoát và bất hoại tâm giải thoát. Hai niết bàn là hữu dư niết bàn và vô dư niết bàn. Hai cứu cánh là sự cứu cánh và nguyện cứu cánh. Hai kiến là tri kiến và đoạn kiến. Hai cụ túc là nghĩa cụ túc và ngữ cụ túc. Hai pháp là thiểu dục và tri túc. Hai pháp là dễ nuôi và dễ đủ. Hai pháp là pháp tùy và pháp hành. Hai trí là tận trí và vô sanh trí. Như vậy vô lượng pháp môn hai phần. Lại nữa, biết ba đạo là kiến đạo, tu đạo, vô học đạo. Ba tánh là đoạn tánh, ly tánh, diệt tánh. Ba tu là giới tu, định tu, tuệ tu. Ba bồ đề là Phật bồ đề, Bích chi ca Phật bồ đề, Thanh văn bồ đề. Ba thừa là Phật thừa, Bích chi ca Phật thừa, Thanh văn thừa. Ba quy y là Phật pháp tăng. Ba chú là Phạm chú, Thiên chú, Thánh chú. Ba tăng thượng là Tự tăng thượng, Tha tăng thượng, Pháp tăng thượng. Chư Phật ba thứ bất hộ là thân nghiệp bất hộ, khẩu nghiệp bất hộ, ý nghiệp bất hộ. Ba phước xứ là thí giới thiện tâm. Ba gậy khí cụ là gậy khí nghe, gậy khí ly dục, gậy khí tuệ. Ba luân là biến hóa luân, thị tha tâm luân, giáo hóa luân. Ba giải thoát môn là không giải thoát môn, vô tướng giải thoát môn, vô tác giải thoát môn. Như vậy vô lượng pháp môn ba phần. Lại biết bốn pháp là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, bốn thánh đế, bốn thánh chủng, bốn sa môn quả.
bốn tri, bốn tín, bốn đạo, bốn nhiếp pháp, bốn y, bốn thông đạt thiện căn, bốn đạo, bốn thiên nhân luân, bốn chân pháp, bốn vô sở úy, bốn vô lượng tâm. Như vậy vô lượng pháp môn bốn phần. Lại biết năm vô học chúng, năm xuất tánh, năm giải thoát xứ, năm căn, năm lực, năm đại thí, năm trí, năm ana hàm, năm chỗ tịnh cư thiên, năm trị đạo, năm trí tam muội, năm thánh phần chi tam muội, năm ngữ đạo như pháp. Như vậy vô lượng pháp môn năm phần. Lại biết sáu xà pháp, sáu ái kính pháp, sáu thần thông, sáu hạng a la hán, sáu địa kiến đế đạo, sáu tùy thuận niệm, sáu tam muội, sáu ba la mật. Như vậy vô lượng pháp môn sáu phần. Lại biết bảy giác ý, bảy tài, bảy y chỉ, bảy tưởng định, bảy diệu pháp, bảy tri, bảy chỗ thiện nhân đi, bảy tịnh, bảy tài phước, bảy phi tài phước, bảy trợ định pháp. Như vậy vô lượng pháp môn bảy phần. Lại biết tám thánh đạo phần, tám bội xà, tám thắng xứ, tám đại nhân niệm, tám thứ tinh tấn, tám trượng phu, tám a la hán lực. Như vậy vô lượng pháp môn tám phần. Lại biết chín thứ đệ định, chín danh sắc, từ danh đến danh tử là chín, vân vân. Diệt chín vô lậu trí, chín vô lậu địa, chín địa tư duy đạo. Như vậy vô lượng pháp môn chín phần. Lại biết mười vô học pháp, mười tưởng, mười trí, mười nhất thiết nhập, mười đại địa thiện Phật, mười lực. Như vậy vô lượng pháp môn mười phần. Lại biết 11 trợ thánh đạo pháp, lại biết 12 nhân duyên pháp, lại biết 13 xuất pháp, 14 biến hóa tâm, 15 tâm kiến đế đạo, 16 ana bana hạnh, 17 thánh hạnh nên nói 16, 18 pháp bất cộng, 19 ly địa, 162 đạo trong tư duy đạo. Tư duy đạo có khả năng phá giải phiền não. 178 sa môn quả gồm 89 hữu vi quả, 89 vô vi quả. Như vậy các thứ vô lượng pháp tướng sai khác, sanh diệt, tăng giảm, đắc thất, cấu tịnh đều biết được cả. Bồ Tát Ma Ha Tát biết các pháp ấy xong, có thể khiến cho các pháp nhập vào tự tánh không, mà đối với các pháp không dính mắc, vượt quá địa vị thanh văn, biết chi Phật mà vào địa vị Bồ Tát. Vào địa vị Bồ Tát xong, lấy đại bi tâm thương xót, lấy hết sức phương tiện, phân biệt chủng chủng danh tự các pháp, độ chúng sanh khiến chứng được tam thừa. Ví như người công xào dùng sức thuốc có thể biến bạc thành vàng, biến vàng thành bạc. Hỏi, nếu các pháp tánh chân không, sao còn phân biệt chủng chủng danh tự? Sao không chỉ nói là tánh chân không? Đáp, Bồ Tát Ma Ha Tát không nói không là có thể đắc, có thể trước, thì không nên nói các pháp có chủng chủng tướng sai khác. Không bất khả đắc là không có gì quái ngại. Nếu có quái ngại ấy là khả đắc chứ chẳng phải bất khả đắc không? Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát biết bất khả đắc không, lại còn phân biệt được các pháp thương xót độ thoát chúng sanh, ấy là sức của Bát Nhã Ba La Mật. Lấy chỗ cốt yếu mà nói, thật tướng các pháp là Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi, hết thảy kinh sách thế tục và 96 thứ kinh của xuất gia ngoại đạo đều nói có thật tướng các pháp, lại trong tam tạng pháp của Thanh Văn cũng có nói thật tướng các pháp, sao không gọi đó là Bát Nhã Ba La Mật? Mà chỉ riêng thật tướng các pháp nói ở trong kinh này được gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Đáp, trong kinh sách thế tục, vì để làm an nước đoàn gia thân mạng thọ vui cho nên chẳng phải thật. Ngoại đạo xuất gia đọa trong pháp tả kiến tâm ưa đắm cho nên cũng chẳng phải thật. Trong pháp thanh văn tuy có bốn đế lấy vô thường, khổ, không, vô ngã, quán thật tướng các pháp vì trí tuệ không đầy đủ, không thông lợi, không thể vì độ hết thảy chúng sanh, không vì cầu được Phật pháp nên tuy có thật trí tuệ mà không gọi Bát Nhã Ba La Mật. Như nói Phật vào và ra các tam muội, Xá Lợi Phất còn không nghe được tên nó, huống là có thể biết được. Vì cớ sao? Vì các A La Hán bích chi Phật khi mới phát tâm không có nguyện lớn, không đại từ đại bi, không cầu hết thảy các công đức, không cúng dường hết thảy ba đời mười phương Phật, không cứu xét cầu biết thật tướng các pháp mà chỉ cầu thoát khỏi khổ già bệnh chết. Còn các Bồ Tát từ khi mới phát tâm đã có thể nguyện rộng lớn, có đại từ bi, cầu hết thảy các công đức, cúng dường hết thảy ba đời mười phương Phật, có lợi trí lớn, cầu thật tướng các pháp, chuyển các thứ quán là tịnh quán, bất tịnh quán, thường quán, vô thường quán, lạc quán, khổ quán, không quán, thật quán, ngã quán, vô ngã quán, xả bỏ các quán theo tâm lực vọng kiến như vậy, mà chỉ quán thật tướng của ngoại duyên là phi tịnh, phi bất tịnh, phi thường, phi vô thường, phi lạc, phi khổ, phi không, phi thật, phi ngã, phi vô ngã. Đối các quán như vậy, không chấp trước, không thủ đắc, vì là pháp thế tục, không phải đệ nhất nghĩa, thanh tịnh cùng khắp,
Không phá không hoại là chỗ các thánh nhân hành, ấy gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi: đã biết thể tướng Bát Nhã là pháp vô tướng vô đắc, vậy hành giả làm sao có thể đắc pháp ấy? Đáp: Phật dùng phương tiện thuyết pháp, hành giả hành đúng như Phật nói thời đắc. Ví như đường hiểm bờ cao nhờ thang mà lên được, lại như nước sâu nhờ thuyền mà qua được, Bồ Tát mới phát tâm. Nếu theo Phật nghe, hoặc theo đệ tử Phật nghe, hoặc nghe trong kinh nói, hết thảy pháp rốt ráo không, không có tánh nhất định khả thủ khả trước, là pháp đệ nhất thật, triệt trừ các hỷ luận, tướng niết bàn là rất an ổn. Tôi muốn độ thoát hết thảy chúng sanh, làm sao riêng lấy niết bàn? Tôi nay phước đức trí tuệ thần thông lực chưa đầy đủ, nên không thể dẫn dắt chúng sanh, phải đầy đủ các nhân duyên ấy, thực hành năm ba la mật là bố thí, vân vân. Do tài thí nên được giàu lớn, do pháp thí nên được trí tuệ, có thể do hai thí ấy mà dẫn dắt chúng sanh nghèo cùng vào tam thừa đạo, do chỉ giới nên được sanh vào cõi người cõi trời tôn quý, tự thoát khỏi ba đường ác, cũng khiến chúng sanh thoát khỏi ba đường ác, do nhẫn nhục nên ngăn được thứ độc nóng giận mà được thân sắc đoan chánh, oai đức đệ nhất. Ai thấy đều hoan hỉ, tâm phục kính tin, huống còn thuyết pháp nữa. Do tinh tấn nên có thể phá sự giải đãi đối với phước đức đạo pháp, mà được thân kim cang tâm bất động. Dùng thân tâm ấy phá tâm kiêu mạn của phàm phu, khiến được niết bàn. Do thiền định phá tâm tán loạn, lìa cái vui tội lỗi theo ngũ dục. Hay vị chúng sanh nói về pháp ly dục, thiền là chỗ y trì của Bát Nhã Ba La Mật. Y nơi thiền mà Bát Nhã Ba La Mật tự nhiên pháp sanh. Như trong kinh nói, tỳ kheo nhất tâm chuyên định có thể quán thật tướng các pháp. Lại nữa, biết ở trong dục giới phần nhiều do tội nghiệp san và tham đóng các cửa thiện, đóng cửa các thiện. Khi thực hành bố thí Bát Nhã Ba La Mật thì phá hai việc ấy, mở cửa các thiện. Vì muốn được thượng mở nên thực hành giới Ba La Mật về 10 thiện đạo. Tỳ chưa đầy đủ thiền định trí tuệ, chưa ly dục nên phá giới Ba La Mật. Do vậy nên thực hành nhẫn nhục, biết ba việc trên có khả năng mở cửa phước, lại biết phước đức quả báo ấy là vô thường, thọ hết vui ở cõi trời người, trở lại đọa vào đường khổ. Vì nhằm đủ phước đức vô thường ấy nên cầu thật tướng Bát Nhã Ba La Mật. Việc ấy làm sao được? Chắc chắn phải do nhất tâm mới có thể được. Như sâu ngọc báu của Long Vương, nhất tâm quán sát mà không chạm đến rồng thì giá trị bằng diêm phù đà. Nhất tâm thiền định thì trừ bỏ năm dục năm cái. Muốn được tâm vui phải dùng tinh tấn, cho nên tiếp sau nhẫn nhục là nói tinh tấn ba la mật. Như trong kinh nói, hành giả thân ngồi ngay thẳng, buộc niệm ở trước, truyền trình cầu định, dầu cho chỉ xương khô mục, chọn không giải đãi thối lui, cho nên tinh tấn tu thiền. Nếu có tài vật mà bố thí không đủ khó, vì sợ đọa đường ác, sợ mất tiếng tốt mà chỉ giới nhẫn nhục cũng không là khó. Do vậy nên ở ba độ đầu không nói đến tinh tấn, này vì thời tướng Bát Nhã Ba La Mật mà từ tâm cầu định, việc ấy mới khó, cho nên phải cần đến tinh tấn, thực hành như vậy có thể đắc Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi: phải thực hành năm Ba La Mật sau mới đắc Bát Nhã Ba La Mật, hay cũng có thể thực hành 1, 2 Ba La Mật cũng có thể đắc Bát Nhã ư? Đáp: các Ba La Mật có hai thứ, một trong một Ba La Mật có đủ các Ba La Mật tương ưng tùy hành. 2. Tùy thời thực hành riêng từng ba la mật, hễ ba la mật nào nhiều thì theo đó gọi tên ấy. Ví như bốn đại trung hợp, tuy không lìa nhau, song theo đại nào nhiều mà được gọi tên. Tương ưng tùy hành là trong một ba la mật có đủ năm ba la mật, ấy là không lìa năm ba la mật mà đắc Bát Nhã Ba La Mật. Tùy thời đắc danh là hoặc nhân một, nhân hai ba la mật mà đắc Bát Nhã Ba La Mật. Nếu người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác mà bố thí, bây giờ tìm tướng bố thí thấy chẳng một chẳng khác, phi thường phi vô thường, phi hữu phi vô, vân vân. Như trong đoạn nói về bố thí ở trước, nhân thật tướng bố thí mà hiểu hết thảy pháp cũng như vậy, ấy gọi là nhân bố thí mà đắc Bát Nhã Ba La Mật. Hoặc có người trì giới không não hại chúng sanh, tâm không có hối tiếc, nếu thủ tướng rồi sanh chấp trước thời nổi lên cạnh tranh, người ấy tuy không sần não chúng sanh, song đối với pháp có tâm ưa ghét, cho nên lại sân não chúng sanh. Thế cho nên muốn không sân não chúng sanh, hãy thực hành quán chư pháp bình đẳng. Nếu phân biệt là tội là vô tội, thời chẳng phải thực hành giới ba la mật. Vì cớ sao? Vì ghét tội, yêu không tội, thời tâm sanh tự cao, trở lại trong con đường não hại chúng sanh. Thế cho nên Bồ Tát quán người có tội, người không tội,
Tâm không ghét yêu, quán như vậy là chỉ thực hành giới ba la mật mà đắc bát nhã ba la mật. Bồ Tát suy nghĩ rằng, nếu không được pháp nhẫn, thời không thể thưởng nhẫn. Hết thảy chúng sanh khi chưa có gì bức bách, thời nhẫn được. Khi có sự khổ bức thiết rồi, thời không thể nhẫn được. Ví như người tù sợ gậy đánh phải đến chết khổ. Do nhân duyên ấy nên sanh pháp nhẫn. Không có người đánh, người mắng cũng không có người chịu. Chỉ do nhân duyên quả báo điên đảo đời trước nên gọi là chịu. Khi ấy không phân biệt, ấy gọi là sự nhẫn. Pháp nhẫn là thâm nhập tất cánh không, ấy gọi là pháp nhẫn. Được pháp nhẫn ấy thường không còn sân não chúng sanh. Tuệ tương ứng với pháp nhẫn là bát nhã ba la mật. Tinh tấn thường ở trong hết thảy thiện pháp, thành tựu được hết thảy thiện pháp. Nếu có trí tuệ chủ lượng phân biệt các pháp, thông đạt pháp tánh, khi ấy tinh tấn giúp cho thành trí tuệ. Lại như thật tướng của tinh tấn là thân lìa tâm như thật bất động. Tinh tấn như vậy hay sanh ra bát nhã ba la mật. Ngoài ra các sự tinh tấn khác là như huyễn, như mộng, hư dối, phi thực, cho nên không nói. Nếu thâm tâm nhiếp niệm, thời như thật, thấy thật tướng các pháp. Thật tướng các pháp là không thể dùng thấy nghe suy nghĩ mà biết được. Vì cớ sao? Vì sáu căn sáu trần đều là nhân duyên quả báo hư dối. Những điều thấy biết trong ấy cũng là hư dối. Cái biết hư dối ấy hoàn toàn không thể tin. Điều có thể tin là chỉ có thật tướng trí tuệ của chư Phật trải A Tăng Kỳ kiếp chứng được. Vì trí tuệ ấy giữa nơi thiền định nhất tâm quán thật tướng các pháp, ấy gọi là trong thiền định phát sanh bát nhã ba la mật. Hoặc có khi lìa năm ba la mật, chỉ nghe đọc tụng tư duy chủ lượng thông đạt thật tướng các pháp, ấy là trong phương tiện trí phát sanh bát nhã ba la mật. Hoặc từ 2, 3, 4 ba la mật phát sanh bát nhã ba la mật như nghe một đế mà được thành đạo quả. Hoặc có khi nghe 2, 3, 4 đế mà thành được thành đạo quả. Có người đối với khổ đế còn mê lầm nhiều, nhờ nghe nói khổ đế mà đắc đạo. Ba đế kia cũng như vậy. Hoặc có người mê cả bốn đế, nhờ nghe nói bốn đế mà đắc đạo. Như Phật nói với tỳ kheo, nếu ngươi dứt được tham dục, ta bảo nhập ngươi chứng được đạo quả A-na-hàm. Nếu dứt được tham dục, thì nên biết sân si cũng dứt. Trong sáu ba la mật cũng như vậy. Vì phá tâm san tham nhiều nên nói pháp bố thí, nên biết các ác khác cũng bị phá. Vì phá các tạp ác nên nói đủ sáu ba la mật, cho nên hoặc mỗi mỗi thực hành riêng hoặc hợp lại thực hành. Khắp vì mọi người nên nói đủ sáu ba la mật chứ không phải vì một người. Lại nữa, nếu Bồ Tát không hành hết thảy pháp, không thủ đắc hết thảy pháp, nên đắc bát nhã ba la mật. Vì cớ sao? Vì các hành đều hư vọng không thật, hoặc gần có lỗi hoặc xa có lỗi. Như pháp bất thiện là gần có tội lỗi, còn pháp thiện lâu về sau, khi biến đổi thì người đắm trước nó hay sanh lo khổ, ấy là sao có tội lỗi. Ví như đồ ăn ngon, đồ ăn dở đều có tạp độc, mà ăn đồ ăn dở liền không vui, ăn đồ ăn ngon tức thời ngon vui. Xong lâu về sau cả hai đều cướp mạng sống, nên không nên ăn cả hai. Các hành thiện ác cũng như vậy. Hỏi, nếu như vậy sao Phật nói có ba hành là phạm hành, thiên hành, thánh hành? Đáp, hành vô hành gọi là thánh hành. Vì cớ sao? Vì hết thảy thánh hành không ngoài ba môn giải thoát. Trong phạm hành thiên hành, nhân thủ tướng chúng sanh mà sanh. Tuy khi hành không có lỗi, nhưng về sau đều có lỗi. Lại chỉ ngay đây tìm tánh thật thì đều là hư vọng. Nếu hiện thánh đem tâm vô trước thực hành hai hành đó, thời không có lỗi. Nếu được như vậy, hành pháp vô hành hoàn toàn không có gì đắc. Thời phiền não điên đảo hư vọng chốt giáo không sanh, như hư không thanh tịnh nên đắc thời tướng chư pháp. Do vô sở đắc là đắc, như trong đoạn vô sở đắc bát nhã đã nói. Sắc pháp vân vân không phải không cho nên không, mà từ xưa đến nay thường tự không. Sắc pháp vân vân không phải vì trí tuệ hiểu không thấu cho nên nói không có gì được, mà chính từ xưa đến nay thường tự không có gì được. Thế hết không nên hỏi thực hành mấy ba la mật thì đắc bát nhã. Các đức Phật thương xót chúng sanh theo nghĩa thế tục mà nói hành, chứ không phải đệ nhất nghĩa. Hỏi, nếu không có gì được, không có gì hành, sao hành giả cầu tìm nó? Đáp, không có gì được, vô sở đắc có hai thứ. Một, thế gian có chỗ mong cầu mà không được như ý, ấy là không có gì được, vô sở đắc. Hai, trong thời tướng các pháp không có gì là tướng quyết định, nên gọi là không có gì được, vô sở đắc, chứ không phải không có phước đức trí tuệ tăng ích thiện căn. Như người phàm phu phân biệt pháp trên thế gian nên có sở đắc. Các công đức thiện cũng như vậy, tùy theo tâm thế gian nên nói có sở đắc, còn trong tâm chư Phật thời không sở đắc. Ấy là được nói nghĩa bát nhã ba la mật.
sau sẽ giọng nói. Hết cuốn 18 theo bản Hán. Cuốn 19 chương 29 giải thích 37 phẩm trợ đạo. Kinh Bồ Tát Mahātát do phòng trụ pháp mà trụ trong Bát Nhã Ba La Mật, vì bất sanh nên đủ 4 niệm xứ, 4 chánh cần, 4 như ý túc, 5 căn 5 lực, 7 giác phần, 8 thánh đạo phần. Luận hỏi: 37 phẩm trợ đạo là đạo của Thanh Văn và Bích Chi Phật, 6 Ba La Mật là đạo của Bồ Tát Mahātát. Đây vì sao trong Bồ Tát đạo còn nói đến pháp Thanh Văn? Đáp: Bồ Tát Mahātát phải học tất cả các thiện pháp, tất cả đạo, như Phật nói với Tu Bồ Đề. Bồ Tát Mahātát thực hành Bát Nhã Ba La Mật đều phải học tất cả các thiện pháp, tất cả đạo. Đó là từ Cản Huệ Địa cho đến Phật Địa, 9 địa ấy nên học mà không thủ chứng, Phật Địa cũng học và cũng thủ chứng. Lại nữa, chỗ nào nói 37 phẩm trợ đạo chỉ là pháp Thanh Văn, Bích Chi Phật chứ không phải là pháp Bồ Tát? Chính trong phẩm Đại Thừa của Kinh Bát Nhã Ba La Mật, Phật nói 4 niệm xứ cho đến 8 thánh đạo phẩm là Đại Thừa. Trong Tam Tạng cũng không nói 37 đạo phẩm chỉ là pháp Tiểu Thừa. Phật vì tâm đại từ nên nói 37 đạo phẩm là đạo Niết Bàn, tùy nguyện của chúng sanh, tùy nhân duyên của chúng sanh đều chứng được đạo ấy. Người muốn cầu Thanh Văn thì đắc Thanh Văn đạo, người muốn gieo giống thiện căn về Bích Chi Phật thì đắc Bích Chi Phật đạo, người cầu Phật đạo thì đắc Phật đạo, tùy bản nguyện và các căn lanh lợi hay đần độn, có tâm đại bi, không tâm đại bi. Ví như Long Vương xuống mưa, mưa khắp thiên hạ, mưa không xài khác. Cây lớn, cỏ lớn, gốc lớn cho nên thọ nhận nhiều, cây nhỏ, cỏ nhỏ, gốc nhỏ cho nên thọ nhận ít. Hỏi: 37 đạo phẩm tuy không chỗ nào nói là đạo riêng của Thanh Văn Bích Chi Phật chứ không phải Bồ Tát đạo, song lấy nghĩa suy ra khá biết. Bồ Tát ở lâu trong sanh tử, qua lại năm đường, không gấp lấy Niết Bàn. Còn trong 37 đạo phẩm thì chỉ nói pháp Niết Bàn, không nói đến Ba La Mật, cũng không nói Đại Bi, do đó nên biết không phải là Bồ Tát đạo. Đáp: Bồ Tát tuy ở lâu trong sanh tử cũng phải biết thật đạo, phi thật đạo, là pháp thế gian, là pháp Niết Bàn. Biết thế rồi lập đại nguyện: chúng sanh đáng thương, ta sẽ lôi ra và đặt vào chỗ vô vi, do thật pháp ấy thực hành các Ba La Mật có thể đạt đến Niết Bàn. Bồ Tát tuy học, tuy biết pháp ấy, song vì chưa đầy đủ 6 Ba La Mật nên không thủ chứng. Như Phật nói, ví như ngựa mặt bắn lên giữa không, mỗi mũi tên dính nhau không cho rơi xuống đất. Bồ Tát Mahātát cũng như vậy, lấy mũi tên Bát Nhã Ba La Mật bắn vào giữa không của ba giải thoát môn, lại dùng mũi tên phương tiện bắn vào mũi tên Bát Nhã không cho rơi xuống đất Niết Bàn. Lại nữa, hoặc như ông vừa nói, Bồ Tát ở lâu trong sanh tử phải chịu các thứ khổ não nơi thân tâm, nếu không có được thật trí thì làm sao nhận được việc ấy. Do vậy, Bồ Tát khi cầu thật trí về đạo phẩm ấy, do sức Bát Nhã Ba La Mật mà có thể chuyển thế gian thành đạo quả Niết Bàn. Vì cớ sao? Vì ba cõi thế gian đều do hòa hợp sanh là không có tự tánh. Vì không có tự tánh nên là không, vì là không nên không thể thủ tướng ấy là Niết Bàn. Do vậy nói Bồ Tát Mahātát không do chú pháp nên chú trong Bát Nhã Ba La Mật, vì không sanh nên đầy đủ 4 niệm xứ. Lại nữa, trong pháp của Thanh Văn và Bích Chi Phật không nói thế gian tức là Niết Bàn. Vì cớ sao? Vì trí tuệ không thâm nhập các pháp ấy. Như Phật nói với Tu Bồ Đề, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức tức là không, không tức là thọ tưởng hành thức, không tức là Niết Bàn, Niết Bàn tức là không. Trong Trung Luận nói kệ: Niết Bàn không khác thế gian không khác Niết Bàn, mé thế gian mé Niết Bàn, một mé không có sai khác. Bồ Tát Ma Tát chứng được thật tướng ấy, nên không chán thế gian, không vui Niết Bàn. 37 đạo phẩm là chỗ thật trí. Hỏi: 4 niệm xứ là pháp có thể đầy đủ đắc đạo, sao còn nói đến 37? Nếu ông cho vì nói lược nên nói 4 niệm xứ, nói rộng nên nói 37, điều ấy không đúng. Vì cớ sao? Nếu nói rộng thì phải vô lượng. Đáp: 4 niệm xứ tuy là đầy đủ để có thể đắc đạo, mà cũng nên nói 4 chánh cần. Vì cớ sao? Vì tâm chúng sanh chủng loại bất đồng, kiết sử cũng nhiều thứ, pháp ưa thích hiểu biết cũng nhiều thứ. Phật pháp tùy nhất thật nhất tướng, song vì chúng sanh nên nơi 12 bộ kinh phân biệt thuyết ra 8 vạn 4.000 pháp tụ. Nếu không như vậy, đầu tiên chuyển pháp luân, nói đến 4 đế là đủ, không cần nói thêm pháp khác. Vì có hạ chúng sanh nhảm khổ đắm vui,
Nên thế do bốn đế, những pháp thân tâm có được đều là khổ, không có vui. Nguyên nhân của khổ ấy là do các phiền não tham ái vân vân. Nơi khổ ấy đoạn tận là niết bàn, phương tiện đi đến niết bàn đó gọi là đạo. Có hạng chúng sanh niệm nhiều đoạn tâm điên đảo, nên đắm theo thân thọ tâm pháp ấy mà làm các hạnh tà. Vì hạng người đó nên nói ra bốn niệm xứ, các đạo pháp khác cũng như vậy. Vì mỗi chúng sanh mà thuyết, ví như thầy thuốc không dùng một thứ thuốc trị tất cả các bệnh. Các bệnh không đồng thì thuốc cũng chẳng một thứ. Phật cũng như vậy, vì tâm bệnh của chúng sanh nhiều thứ, nên Phật dùng nhiều thứ thuốc để trị. Hoặc thuyết một pháp để độ chúng sanh, như Phật nói với một tỳ kheo, chẳng phải Phật của ngươi thì chớ lấy. Tỳ kheo nói, biết rồi. Phật hỏi, biết thế nào? Tỳ kheo nói, những pháp không phải Phật của tôi thì không nên lấy. Hoặc dùng hai pháp để độ chúng sanh, đó là định và tuệ. Hoặc dùng ba pháp là giới định tuệ, hoặc dùng bốn pháp là bốn niệm xứ. Thế nên bốn niệm xứ tuy có thể đắc đạo, nhưng các pháp khác hành trì có khác, phân biệt hơi khác, quan sát cũng khác. Do vậy, nên phải nói các pháp như bốn chánh, tuần, vân vân. Lại nữa, Bồ Tát Maha Tát vì có tín lực lớn, vì độ hết thảy chúng sanh, nên trong một lúc Phật nói đủ 37 đạo phẩm, đều nói pháp khác, làm cửa vào đạo, thời mười tưởng vân vân đều thu nhiếp cả trong 37 đạo phẩm. 37 đạo phẩm ấy là các thứ thuốc hòa hợp lại, đủ chữa lành mọi bệnh của chúng sanh, cho nên không cần thuyết nhiều. Như Phật tuy có vô lượng trí lực, nhưng chỉ nói 10 lực là đủ cho việc độ chúng sanh. Và 17 đạo phẩm này lấy 10 pháp làm căn bản. Những gì là 10? Đó là tín, giới, tư duy, tinh tấn, niệm, định, tuệ, trừ, hỷ, xả. Tín là tín căn, tín lực. Giới là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Tinh tấn là bốn chánh cần: tinh tấn căn, tinh tấn lực, tinh tấn giác phần, chánh tinh tấn. Niệm là niệm căn, niệm lực, niệm giác phần, chánh niệm. Định là bốn như ý túc: định căn, định lực, định giác phần, chánh định. Tuệ là bốn niệm xứ: tuệ căn, tuệ lực, trạch pháp, giác phần, chánh kiến. Các pháp ấy niệm tùy thuận theo cảnh duyên của trí tuệ mà được chân chánh an trụ, nên bây giờ gọi là niệm xứ. Phá tà pháp đi trong chánh đạo nên gọi là chánh cần. Nhiếp tâm an ổn ở trong quán duyên nên gọi là như ý túc. Trí tâm được nhu huyến gọi là căn. Trí tâm được thanh lợi gọi là lực. Dùng để tu đạo nên gọi là giác. Dùng để thấy đạo nên gọi là đạo. Hỏi, nên trước nói hết đạo vì cớ sao? Vì hành đạo rồi sau mới được các thiện pháp. Ví như người trước tiên đi đường rồi sau mới được đến nơi. Nay sao điên đảo nói bốn niệm xứ trước rồi sau mới nói tám chánh đạo? Đáp, không có gì điên đảo. 37 đạo phẩm là tên gọi khi bắt đầu muốn vào đạo, cũng như kẻ hành giả đi đến chỗ thầy khi nghe đạo pháp trước tiên dùng niệm để thọ trì pháp ấy. Khi ấy gọi là niệm xứ, thọ trì rồi từ nơi pháp mà cầu tu chánh quả, cho nên tinh tấn tu hành. Khi ấy gọi là chánh cần, vì tinh tấn nhiều nên tâm không tán loạn, nhiếp tâm điều nhu nên gọi là như ý túc. Tâm điều nhu rồi phát sanh năm căn, thật tướng của pháp sâu xa khó hiểu do tín căn nên tín được, ấy gọi là tín căn. Không tiếc thân mạng nhất tâm cầu đạo, ấy gọi là tinh tấn căn. Thường niệm đạo, không niệm việc khác, ấy gọi là niệm căn. Thường nhiếp tâm ở đạo, ấy gọi là định căn. Quán thật tướng bốn đế, ấy gọi là tuệ căn. Năm căn ấy tăng trưởng hay ngăn chặn phiền não, như sức cây lớn hay ngăn nước. Năm căn này khi tăng trưởng có thể dần vào thâm pháp, ấy gọi là lực. Khi lực được rồi, phân biệt đạo pháp có ba phần: trạch pháp, giác, tinh tấn, giác, hỷ, giác. Ba pháp này khi hành đạo, nếu tâm bị trầm một thì nó làm cho khởi lên, còn trừ giác, thinh an giác truy, định giác, xả giác. Ba pháp này, nếu khi hành đạo mà tâm tán động thì nó thu nhiếp làm cho định. Niệm giác truy ở hai nơi, nhóm tập thiện pháp, ngăn chặn ác pháp, cũng như người giữ cửa. Kẻ có lợi thì cho vào, kẻ vô ích thì đuổi đi. Nếu khi tâm trầm một thì niệm ba pháp làm cho khởi lên, nếu khi tâm tán động thì niệm ba pháp làm cho nhiếp lại. Bảy việc này, bảy giác chi có thể đưa đến thật giác ngộ của bậc vô học, cho nên gọi là phần chi. Được pháp ấy an ổn đầy đủ rồi, vì muốn nhập vào thành niết bàn vô vi nên thực hành các pháp ấy, khi ấy gọi là đạo. Hỏi, những gì là bốn niệm xứ? Đáp, thân niệm xứ, thọ tâm pháp niệm xứ, ấy là bốn niệm xứ. Quán bốn
Pháp đều có bốn: quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Bốn pháp này tuy đều có đủ bốn tướng là bất tịnh, khổ, vô thường, vô ngã, song đối với thân phần nhiều quán là bất tịnh, đối với hít thọ phần nhiều quán là khổ, đối với tâm phần nhiều quán là vô thường, đối với pháp phần nhiều quán là vô ngã. Vì cớ sao? Kẻ phàm phu khi chưa vào đạo thì đối với bốn pháp này vì tà hạnh khởi lên bốn điên đảo, trong các pháp bất tịnh điên đảo cho là tịnh, trong khổ điên đảo cho là vui, trong vô thường điên đảo cho là thường, trong vô ngã điên đảo cho là ngã. Để phá bốn điên đảo ấy nên thuyết bốn niệm xứ, phá tịnh điên đảo nên nói thân niệm xứ, phá lạc điên đảo nên nói thọ niệm xứ, phá thường điên đảo nên nói thân niệm xứ, phá thường điên đảo nên nói tâm niệm xứ, phá ngã điên đảo nên nói pháp niệm xứ. Do vậy nên nói bốn, không ít không nhiều. Hỏi: làm sao thành được bốn niệm xứ ấy? Đáp: hành giả nương trú tịnh giới, nhất tâm tu hành tinh tấn, quán thân có năm tướng bất tịnh. Những gì là năm? 1. Nơi sinh ra bất tịnh. 2. Chủng tử bất tịnh. 3. Tự tánh bất tịnh. 4. Tự tướng bất tịnh. 5. Cứu kính bất tịnh. Thế nào là nơi sinh ra bất tịnh? Đầu, chân, bụng, lưng, hông, gân, các vật bất tịnh hòa hợp gọi là thân nữ. Bên trong có sanh tạng, thủ tạng, phân nước tiểu bất tịnh. Bên ngoài có ngọn gió do phiền não nghiệp thổi thức trùng tử vào trong hai tạng, hoặc 8 tháng hoặc 9 tháng như ở trong hầm xí. Như bài kệ nói, thân ấy là xú uế, không từ hoa nở xanh, cũng không từ chiêm bạc, không xuất từ núi báu, ấy gọi là nơi sinh ra bất tịnh. Thế nào là trùng tử bất tịnh? Cha mẹ có ngọn gió vọng tưởng tà niệm thổi lửa dâm dục, thịt tủy cao chảy ra nóng biến thành tinh do hành nghiệp nhân duyên đời trước. Thức chủng tử ở trong tình đỏ trắng ấy gọi là thân chủng. Như kệ nói, thân này giống bất tịnh, chẳng phải vật diệu bảo, không từ tịnh bạch xanh, chỉ từ đường tiểu ra, ấy gọi là chủng tử bất tịnh. Tự tánh bất tịnh là từ chân đến đầu bốn phía da mỏng, trong đó đầy rẫy thứ bất tịnh: trang sức, y phục, tắm gội, xoa hương, ăn các thứ hương hảo soạn hương vị, trải qua một đêm đều thành bất tịnh. Giả sử mặc áo trời, ăn đồ ăn trời, vì bản tính của thân nên trở thành bất tịnh, huống gì áo cơm của loài người. Như kệ nói, chất đất nước lửa gió biến đổi trừ bất tịnh, nhưng biển rửa thân này không thể làm thân sạch, ấy gọi là tự tánh bất tịnh. Tự tướng bất tịnh là nơi thân này chính lỗ thường chảy đổ bất tịnh. Con mắt chảy nước mắt, tai chảy cứt giấy, mũi chảy nước dãi, miệng chảy nước miếng, đường đại, đường tiểu thường chảy ra phân nước tiểu và các lỗ chân lông chảy mồ hôi bất tịnh. Như kệ nói, các thứ vật bất tịnh chứa đầy ở trong thân thường chảy ra không ngừng như đáy lủng đựng nước, ấy gọi là tự tướng bất tịnh. Cứu kính bất tịnh là thân này nếu quăng vào lửa thời thành tro, trùng ăn thời thành phân, ở đất thời mục nát thành đất, ở nước thời phình trướng tiêu hoạ, hoặc bị loài thủy trùng ăn, trong hết thảy thân chết thì người bất tịnh nhất. Pháp bất tịnh sẽ nói rộng trong đoạn nói về chính tưởng. Như kệ nói, xét kỹ quán thân này, cuối cùng đến chỗ chết, có ngăn không đáp trả, bội ân như tiểu nhân, ấy gọi là cứu kính bất tịnh. Lại nữa, thân này khi sanh khi chết, những vật để gần thân, chỗ để an thân đều thành bất tịnh, như nước sạch thơm ngon theo trong dòng chảy khi đã vào biển đều biến thành nước mặn. Các thứ mỹ vị mà thân ăn vào, dù sắc đẹp hương thơm thượng soạn trơn mịn, khi vào biển bụng đều biến thành bất tịnh. Thân này như vậy từ sanh đến chết thường có bất tịnh rất đáng nhàm ghét. Hành giả suy nghĩ, thân này tuy bất tịnh, nếu có chút thường thời còn có thể chữa khỏi, nhưng nó lại vô thường. Thân tuy bất tịnh vô thường, nếu có chút vui thời còn có thể chữa khỏi, nhưng lại đại khổ. Thân này là nơi sanh ra khổ, như nước từ đất sanh ra, gió từ hư không sanh, lửa nhân cây mà có. Thân này như vậy, các khổ trong ngoài đều từ thân sanh ra. Khổ trong là già bệnh chết, vân vân. Khổ ngoài là đau gậy, lạnh nóng, đói khát, vân vân. Vì có thân này nên có khổ ấy. Hỏi,
Thân chẳng phải chỉ là khổ mà cũng từ thân có vui. Nếu không có thân, thời năm thứ dục thuận theo ý, ai sẽ lãnh thọ? Đáp: khổ đế trong bốn thánh đế, thánh nhân biết nó thật là khổ, kẻ ngu cho đó là vui. Bậc thánh thật đáng nương, kẻ ngu cần xa bỏ. Thân này thật khổ vì rất đại khổ, nên lấy tiểu khổ làm vui. Cũng như người đáng phải chết, được thế mạng bằng sự hình phạt, thì thật rất vui mừng. Hình phạt thật là khổ, nhưng vì thay thế cái chết, nên cho là vui. Lại nữa, khổ mới là vui, khổ cũng là khổ. Như khi mới ngồi thì vui, ngồi lâu sanh khổ. Khi mới đi đứng nằm là vui, lâu cũng là khổ. Cò duỗi cúi ngước xem ngó hít thở, khổ thường theo thân. Từ khi mới thọ thai sanh ra cho đến chết, không có lúc nào vui. Nếu ông cho sự lãnh thọ dâm dục là vui, bệnh dâm là nặng. Đi tìm nữ sắc bên ngoài, tìm được càng nhiều, hoạn đến càng nặng. Như khổ về bệnh kẻ lở, đưa tay vào lửa hơ, lúc ấy có được chút vui mà thống khổ lớn lại càng sâu. Cái vui nhỏ như vậy cũng do bệnh mà có chứ không phải thật vui. Người không bệnh xem thấy người hơ lửa, sanh tâm thương xót. Người lìa dục xem người dâm dục cũng như vậy, thương cho kẻ cuồng mê bị lửa dục thiêu đốt. Thọ nhiều thì khổ nhiều. Các nhân duyên như vậy, biết rõ tướng khổ và nhân khổ của thân. Hành giả biết thân chỉ là vật bất tịnh, vô thường, khổ, bất đắc dĩ mà phải nuôi nấng nó. Ví như cha mẹ sanh con lại tệ ác, bạo ngược, nhưng vì tự mình sanh ra nên phải nuôi nấng nó thành tựu. Thân thật vô ngã, vì cớ sao? Vì không tự tại. Ví như người bệnh phong không thể cúi ngước đi lại, người bị bệnh tắc cổ họng không thể nói năng, do vậy nên biết thân không tự tại. Như người có vật tùy ý sử dụng nó, còn thân thì không được như vậy. Vì không tự tại nên xét biết vô ngã, hành giả suy nghĩ thân này bất tịnh, vô thường, khổ, không vô ngã như vậy, có vô lượng tội ác như vậy, các lối quán thân như vậy gọi là thân niệm xứ. Thành tựu thân niệm xứ quán ấy, rồi lại suy nghĩ chúng sanh vì nhân duyên gì mà tham đắm thân này, vì lạc thọ vậy. Vì cớ sao? Do sáu căn bên trong hòa hợp với sáu trần bên ngoài sanh ra sáu thức, trong sáu thức sanh ra ba thứ thọ: khổ thọ, lạc thọ, bất khổ, bất lạc thọ. Lạc thọ là điều tất cả chúng sanh ưu muốn, khổ thọ là điều hết thảy chúng sanh không ưu muốn. Bất khổ, bất lạc thọ thì không thủ không xả, như kệ nói: hoặc làm người ác, hoặc xuất gia, chư thiên người đời và động vật, trong hết thảy mười phương ngũ đạo, tất cả đều ưa vui ghét khổ. Vì cuồng hoặc điên đảo vô trí, không biết chỗ niết bàn, thường vui. Hành giả quán lạc thọ ấy thật biết nó không có gì vui mà chỉ có khổ. Vì sao? Vui là thật vui thì không có điên đảo. Hết thảy cái vui của thế gian hưởng thọ đều từ điên đảo sanh, không có chút thật. Lại nữa, theo lạc thọ ấy, tuy muốn cầu vui lại chỉ có thể bị đại khổ, như kệ nói: nếu người vào biển gặp gió dữ, sóng biển quật khởi như núi đen. Nếu người vào trận lớn chiến đấu, trải đường hiểm lớn giữa núi dữ, hạ quỷ trưởng già uốn cong mình, gần gũi tiểu nhân vì sắc dục. Các thứ đại khổ sự như vậy đều do tâm tham đắm vui thích. Do vậy nên biết lạc thọ sanh ra các thứ khổ. Lại nữa, tùy Phật nói ba thứ thọ có lạc thọ, vì lạc thọ nên gọi là khổ. Như một đấu mật rót vào sông lớn, thảy mất hết ý vị. Hỏi: nếu cái vui của thế gian do nhân điên đảo nên khổ, vậy các thánh nhân thiền định sinh ra cái vui vô lậu phải là thật vui, vì cớ sao? Vì cái vui ấy không từ ngu si điên đảo mà có, tại sao cái vui ấy là khổ? Đáp: chẳng phải là khổ, tuy Phật nói vô thường tức là khổ vì là pháp hữu lậu nên nói khổ. Vì người phàm phu đối với pháp hữu lậu sanh tâm nhiễm trước, vì pháp hữu lậu vô thường biến hoại cho nên sanh khổ. Còn đối với pháp vô lậu thì tâm không nhiễm trước, nên tùy vô thường không sanh ra ưu bi khổ não, nên không gọi là khổ, cũng không bị các kiết sử sai sử vậy. Lại nữa, nếu cái vui vô lậu là khổ, thời Phật không thuyết riêng đạo đế, vì đã nhiếp vào khổ đế rồi vậy. Hỏi: có hai thứ vui là vui hữu lậu và vui vô lậu. Vui hữu lậu thì hạ tiện tệ ác, vui vô lậu thì thượng diệu. Vì sao? Vì trong cái vui hạ tiện thì sanh tâm nhiễm trước, còn trong cái vui thượng diệu thì không sanh tâm nhiễm trước. Trong cái vui thượng diệu mới sanh tâm nhiễm trước nhiều.
Nhưng đối với vàng bạc bảo vật thì tham đắm nặng, chứ đâu phải đồng như cây cỏ. Đáp: trong cái vui vô lậu thượng diệu thì trí tuệ nhiều nên có thể xa lìa sự nhiễm trước. Trong cái vui hữu lậu, các kiết sử tham ái vân vân nhiều, ái là gốc đắm trước. Thật trí tuệ có thể xa lìa ái, do vậy cho nên không nhiễm trước. Lại nữa, trí tuệ vô lậu thường quán hết thảy vô thường, quán vô thường nên không sanh ra các kiết sử tham ái vân vân. Ví như dê ở gần cỏ, tuy được cỏ no nước tốt mà không thể béo mập. Như vậy, thánh nhân tuy thọ cái vui vô lậu nhưng quán vô thường không, nên không sanh tâm nhiễm trước. Lại nữa, cái vui vô lậu không lìa ba tam muội, 16 thánh hạnh, thường không có tướng chúng sanh. Nếu có tướng chúng sanh, thời sanh tâm nhiễm trước. Do vậy, nên cái vui vô lậu tuy thượng diệu mà không sanh tâm nhiễm trước. Do các nhân duyên như vậy, quán lạc thọ của thế gian là khổ, quán khổ thọ như mũi tên. Quán bất khổ bất lạc thọ là tướng vô thường bại hoại. Quán như vậy, thời trong lạc thọ không sanh dục trước, trong khổ thọ không sanh sân nhuế, trong bất khổ bất lạc thọ không sanh ngu si, ấy gọi là thọ niệm xứ. Hành giả suy nghĩ, vì vui nên tham đắm thân, ai thọ cái vui đó, suy nghĩ, rồi biết do tâm thọ, chúng sanh tâm cuồng điên đảo cho nên thọ cái vui đó. Hãy nên quán tướng của tâm ấy là vô thường sanh diệt, không an trụ được trong một niệm nên không thể thọ lạc. Nhưng con người vì điên đảo nên cho lại được thọ lạc. Vì cớ sao? Vì khi bắt đầu muốn thọ vui, tâm sanh ra khác. Trong khi cái vui sanh ra tâm lại khác, tâm trước tâm sau không bắt kịp nhau, làm sao nói tâm thọ vui được. Tâm quá khứ đã diệt nên không thọ vui, tâm hiện tại chỉ trụ trong một niệm quá mau chóng nên không biết thọ vui. Hỏi: quá khứ vị lai không thể thọ vui, tâm hiện tại khi trụ trong một niệm có thể thọ vui, vì sao nói không thọ? Đáp: tôi đã nói vì nó đi quá nhanh nên không biết thọ vui. Lại nữa, tướng các pháp là vô thường nên không có lúc ngưng trụ. Nếu tâm ngưng trụ được trong một niệm thì đến niệm thứ hai nó cũng có thể trụ, thế là thường trụ không có tướng diệt. Nhưng như Phật nói, hết thảy pháp hữu vi đều có ba tướng, trong trụ tướng đều có diệt tướng. Nếu không diệt, thời không phải là tướng hữu vi. Lại nữa, nếu pháp lúc sau có diệt, thời nên biết lúc đầu cũng đã có diệt. Ví như người mặc áo mới, ngày mới mặc nếu không cũ, ngày thứ hai cũng không thể cũ. Cho đến 10 năm áo vẫn cứ mới mãi, không thể cũ, mà kỳ thật nó đã cũ. Cho nên biết cũ với mới cũng có một lúc, chỉ vì vi tế nên không nhận biết. Đến khi sự cũ đã hiện ra mới biết. Do vậy, biết các pháp không có lúc ngưng trụ. Làm sao có khi tâm trụ để được thọ vui? Nếu không trụ mà thọ vui, việc ấy không đúng. Do vậy, nên biết thật không có cái chi thọ vui, chỉ theo pháp thế tục, vì các tâm nối nhau, nên gọi đó là một tướng thọ vui. Hỏi: làm sao biết hết thảy pháp hữu vi đều vô thường? Đáp: trước tôi đã nói, nay sẽ đáp thêm. Pháp hữu vi ấy đều phải tùy thuộc nhân duyên nên vô thường. Trước không nay có sau không nên vô thường. Lại nữa, tướng vô thường thường theo dõi pháp hữu vi. Pháp hữu vi không có tăng giảm. Hết thảy pháp hữu vi cứ xung khắc nhau nên vô thường. Lại nữa, pháp hữu vi có hai tướng già thường theo dõi. Một sắp già, hai hư hoại già. Có hai tướng chết thường theo dõi. Một tự chết, hai kẻ khác chết chết. Do vậy, nên biết hết thảy pháp hữu vi đều vô thường. Đối trong các pháp hữu vi, tâm vô thường rất dễ thấy biết. Như Phật nói, kẻ phàm phu có khi biết thân vô thường, nhưng không thể biết tâm vô thường. Nếu phàm phu nói thân thường là còn chữa trị được, nếu nói tâm là thường thì là mê lầm quá lớn. Vì cớ sao? Thân trụ được 10 năm hoặc 20 năm, còn tâm thì ngày tháng giờ khắc phút chốc qua đi, sanh diệt đổi khác, niệm niệm không dừng. Sắc muốn sanh lại khác sanh, sắc muốn diệt lại khác diệt. Nhờ sự huyễn thuật, thật tướng bất khả đắc. Do vô lượng các nhân duyên như vậy, biết tâm vô thường, ấy gọi là tâm niệm xứ. Hành giả suy nghĩ, tâm ấy thuộc ai? Ai sai khiến tâm ấy? Quán xong, không thấy có chủ, hết thảy pháp do nhân duyên hòa hợp nên không tự tại. Không tự tại nên không tự tánh, không tự tánh nên vô ngã. Nếu vô ngã thì ai sai khiến tâm? Hỏi, nên có ngã, vì cớ sao? Vì tâm sai khiến thân, cũng nên có ngã sai khiến tâm. Ví như vua sai sử tướng, tướng sai sử binh, như vậy nên có ngã sai sử tâm, có tâm sai sử thân.
để thọ năm dục lạc. Lại nữa, mỗi người đều có ngã tâm nên biết thật có ngã. Nếu chỉ có thân vì tâm điên đảo nên chấp ngã, sao không ở trong thân khác khởi chấp ngã, do tướng ấy nên biết mỗi người đều có ngã. Đáp, nếu tâm sai sử thân, có ngã sai sử tâm, thời lại phải có cái khác sai sử ngã, nếu lại có cái khác sai sử ngã ấy thời vô cùng, lại còn có cái sai sử ngã, thời sẽ có hai thần ngã. Nếu lại vô ngã mà ngã sai sử tâm thì cũng nên chỉ tâm sai sử thân. Nếu ông cho tâm thuộc thần ngã, trừ tâm ra thời thần ngã không biết gì. Nếu không biết gì làm sao sai sử tâm, nếu thần ngã có tướng biết thời còn dùng tâm làm gì. Do vậy nên biết chỉ có tâm là tướng thức chi, tự sai sử thân, không có đợi thần ngã. Như tánh lửa hay thiêu đốt vật, không cần đến người. Hỏi, lửa tuy có sức thiêu đốt, song không có người thì vô dụng. Tâm tuy có tướng thức chi, không có thần ngã thì không sai sử được. Đáp, các pháp có tướng nên có, thần ngã ấy không tướng nên không. Ông dù muốn lấy hơi thở ra vào và sự khổ vui, vân vân, cho là tướng thần ngã, việc ấy không đúng. Vì cớ sao? Vì hơi thở ra vào là tướng của thân, thọ khổ vui, vân vân là tướng của tâm. Sao lại lấy thân và tâm làm tướng của thần ngã? Lại nữa, hoặc thời lửa tự có thể thiêu đốt không đợi người, chỉ vì đòi theo danh từ mà gọi là người đốt lửa. Luận lý của ông bị thua, vì sao? Thần ngã chính là người, không nên lấy người, ví dụ người. Lại ông còn nói, mỗi người đều có ngã tâm, nên biết thật có ngã. Nếu chỉ có thân mà vì tâm điên đảo nên chấp ngã, sao không ở trong thân người khác khởi tâm chấp ngã? Đối với lý hữu ngã vô ngã, ông còn chưa rõ, mà lại hỏi sao không ở trong thân người khác khởi tâm chấp ngã? Tự thân tha tâm đều từ ngã mà có, ngã cũng không thể có được. Hoặc sắc tướng, hoặc vô sắc tướng, hoặc thường, hoặc vô thường, hoặc biên, hoặc vô biên, có đi, không đi, tự tại, không tự tại. Các tướng ngã như vậy đều không thể có được, như đã nói ở đoạn ngã văn ở trước. Do các nhân duyên như vậy, quán các pháp do nhân duyên hòa hợp sanh, không có thật pháp có ngã, ấy gọi là pháp niệm xứ. Bốn niệm xứ này có ba loại là tánh niệm xứ, cộng niệm xứ, duyên niệm xứ. Thế nào là tánh niệm xứ? Trí tuệ quán thân gọi là thân niệm xứ, trí tuệ quán các thọ gọi là thọ niệm xứ, trí tuệ quán các tâm gọi là tâm niệm xứ, trí tuệ quán các pháp gọi là pháp niệm xứ, ấy là tánh niệm xứ. Thế nào là cộng niệm xứ? Quán thân trên hết là nhân duyên phát sanh đạo, hoặc hữu lậu hoặc vô lậu gọi là thân niệm xứ. Quán thọ, quán tâm hay quán pháp trên hết là nhân duyên phát sanh đạo, hoặc hữu lậu hoặc vô lậu gọi là thọ tâm pháp niệm xứ, ấy là cộng niệm xứ. Thế nào là duyên niệm xứ? Hết thảy sáu pháp, tức là 10 nhập và một phần pháp nhập, gọi là thân niệm xứ. Sáu thọ là nhãn xúc sanh thọ, nhĩ tí thiệt thân ý xúc sanh thọ, gọi là thọ niệm xứ. Sáu thức là nhãn thức, nhĩ tí thiệt thân ý thức, gọi là tâm niệm xứ. Tưởng ấm hành ấm và ba vô vi gọi là pháp niệm xứ, ấy là duyên niệm xứ. Tánh niệm xứ lấy trí tuệ làm tánh, không có sắc, không thể thấy, không đối ngại, hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, hữu lậu hữu báo, vô lậu vô báo, đều là pháp hữu vi nhân duyên sanh. Nhiếp thuộc vào ba đời, nhiếp vào danh, nhiếp vào ngoại nhập. Do tuệ biết nếu hữu lậu đoạn biến tri, vô lậu là chẳng phải đoạn biến tri, hữu lậu là có thể đoạn, vô lậu là không thể đoạn, là pháp tu vô cấu, là quả và cũng có quả. Hết thảy chẳng phải pháp thọ, chẳng phải do bốn đại tạo thành, là pháp hữu thượng chứ không phải pháp vô thượng. Hữu lậu niệm xứ là có, vô lậu niệm xứ là chẳng có, đều là tương ương nhân. Bốn niệm xứ nhiếp vào một phần thiện thuộc hành uẩn của trong sáu thiện, và phần thiện hành uẩn nhiếp vào bốn niệm xứ chứ không nhiếp vào trong bất thiện và vô ký lậu. Hoặc có bốn niệm xứ chẳng phải pháp hữu lậu, hoặc pháp hữu lậu chẳng phải bốn niệm xứ, hoặc có bốn niệm xứ cũng là pháp hữu lậu, hoặc chẳng phải bốn niệm xứ cũng chẳng phải pháp hữu lậu. Có bốn niệm xứ chẳng phải pháp hữu lậu là bốn niệm xứ vô lậu tánh, pháp hữu lậu chẳng phải bốn niệm xứ là trừ bốn niệm xứ hữu lậu tánh, phần hữu lậu còn lại. Có bốn niệm xứ cũng là hữu lậu, là bốn niệm xứ thuộc tánh hữu lậu, chẳng phải bốn niệm xứ cũng chẳng phải pháp hữu lậu, là trừ bốn niệm xứ thuộc tánh vô lậu, các pháp vô lậu khác còn lại. Bốn câu về vô lậu cũng như vậy.
cộng niệm xứ, trong cộng niệm xứ này thân nghiệp khẩu nghiệp là thuộc sắc, còn lại chẳng phải sắc. Hết thảy chẳng thể thấy đều là pháp không có đối ngại, hoặc hữu lậu hoặc vô lậu đều là pháp hữu vi. Hữu lậu niệm xứ có báo, vô lậu niệm xứ thì không báo, là pháp nhân duyên sanh. Nhiếp thuộc ba đời, nhiếp vào sắc của thân khẩu nghiệp, còn lại nhiếp thuộc vào danh, nhiếp thuộc vào tâm ý thức. Nội nhập còn lại nhiếp thuộc ngoại nhập. Do tuệ biết nếu hữu lậu là đoạn biến tri, vô lậu chẳng phải đoạn biến tri. Hữu lậu có thể đoạn, vô lậu không thể đoạn, đều là pháp tu, đều vô cấu, là quả và cũng có quả. Hết thảy chẳng phải pháp thọ. Thân khẩu nghiệp do bốn đại tạo ra, còn lại chẳng phải do bốn đại tạo, đều là pháp hữu thượng. Hữu lậu niệm xứ là có, vô lậu niệm xứ là chẳng phải có. Thân khẩu nghiệp và các tâm tương ưng hành là chẳng phải tương ưng nhân, phần còn lại là tương ưng nhân. Năm thiện phần thu nhiếp bốn niệm xứ, bốn niệm xứ cũng thu nhiếp năm thiện phần, phần còn lại không thu nhiếp nhau, không nhiếp trong pháp bất thiện và vô ký lậu. Hoặc có bốn niệm xứ chẳng phải pháp hữu lậu, hoặc có pháp hữu lậu chẳng phải bốn niệm xứ, hoặc có bốn niệm xứ cũng là pháp hữu lậu, hoặc chẳng phải bốn niệm xứ cũng chẳng phải pháp hữu lậu, có bốn niệm xứ chẳng phải pháp hữu lậu, là bốn niệm xứ vô lậu tánh, có pháp hữu lậu chẳng phải bốn niệm xứ, là trừ bốn niệm xứ hữu lậu tánh, phần pháp hữu lậu còn lại, có bốn niệm xứ cũng là pháp hữu lậu, là bốn niệm xứ hữu lậu tánh, chẳng pháp bốn niệm xứ, chẳng phải pháp hữu lậu, là hư không, thường duyên diệt đế, chẳng thường, thường duyên diệt đế. Hoặc có bốn niệm xứ chẳng phải vô lậu, hoặc có pháp vô lậu chẳng phải bốn niệm xứ, hoặc có bốn niệm xứ cũng pháp vô lậu, hoặc chẳng phải bốn niệm xứ chẳng phải pháp vô lậu, có bốn niệm xứ chẳng phải pháp vô lậu, là bốn niệm xứ hữu lậu tánh, có pháp vô lậu chẳng phải bốn niệm xứ, là ba pháp vô vi, có bốn niệm xứ cũng là vô lậu, là bốn niệm xứ vô lậu tánh, chẳng phải bốn niệm xứ chẳng phải pháp vô lậu, là trừ bốn niệm xứ hữu lậu, phần pháp hữu lậu còn lại. Duyên niệm xứ, trong duyên niệm xứ, thân niệm xứ là sắc, ba niệm xứ kia chẳng phải sắc, ba niệm xứ kia không thể thấy, thân niệm xứ thì cần phân biệt, thân niệm xứ có phần khả thấy, có phần không thể thấy, phần khả thấy là sắc nhập, phần không thể thấy là chín nhập kia và một phần pháp nhập. Ba niệm xứ không có đối ngại, một thân niệm xứ thì cần phân biệt, thân niệm xứ có đối ngại là 10 nhập. Từ sắc nhập đến thân nhập và một phần pháp nhập, thân niệm xứ hữu lậu là 10 nhập và một phần pháp nhập, vô lậu là một phần pháp nhập. Thọ niệm xứ tương ưng với hữu lậu, ý là hữu lậu, tương ưng với vô lậu, ý là vô lậu. Tâm niệm xứ cũng như vậy, pháp niệm xứ thuộc hữu lậu, tưởng ấm và hành ấm là hữu lậu, thuộc vô lậu tưởng ấm, hành ấm và pháp vô vi là vô lậu. Ba niệm xứ là hữu vi, một pháp niệm xứ thì cần phân biệt, pháp niệm xứ thuộc tưởng ấm và hành ấm là hữu vi, ba vô vi là pháp vô vi. Thân niệm xứ bất thiện và thân niệm xứ hữu lậu thiện là có quả báo, thân niệm xứ vô ký và vô lậu là không có quả báo. Thọ niệm xứ, tâm niệm xứ, pháp niệm xứ cũng như vậy. Ba niệm xứ tự nhân duyên sanh, pháp niệm xứ thì cần phân biệt, pháp niệm xứ nếu là pháp hữu vi thì tự nhân duyên sanh, nếu là pháp vô vi thì không tự nhân duyên sanh. Ba niệm xứ nhiếp về ba đời, pháp niệm xứ thì cần phân biệt, pháp niệm xứ nếu là pháp hữu vi thì nhiếp vào ba đời, nếu là pháp vô vi thì chẳng nhiếp vào ba đời. Thân niệm xứ nhiếp về sắc, ba niệm xứ kia nhiếp về danh, tâm niệm xứ nhiếp về nội nhập, thọ niệm xứ, pháp niệm xứ nhiếp về ngoại nhập. Một thân niệm xứ thì cần phân biệt tâm niệm xứ hoặc nhiếp về nội nhập hoặc nhiếp về ngoại nhập. Năm nội nhập là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thì nhiếp về nội nhập. Năm ngoại nhập là sắc thanh hương vị xúc và một phần pháp nhập là nhiếp về ngoại nhập do tuệ biết. Pháp hữu lậu do đoạn kiến là đoạn kiến, là đoạn kiến tri. Pháp vô lậu chẳng phải đoạn kiến là đoạn biến tri. Pháp hữu lậu là có thể đoạn, pháp vô lậu là không thể đoạn. Sự tu cần phân biệt, tâm niệm xứ thiện thì nên tu, bất thiện và vô ký thì không nên tu. Thọ tâm niệm xứ cũng như vậy, pháp niệm xứ nếu là thiện pháp hữu vi thì nên tu, nếu bất thiện vô ký thì và thường thường duyên diệt đế thì không nên tu.
Cấu uế cần nên phân biệt, thân niệm xứ ẩn mất là cấu, không ẩn mất là chẳng cấu, thọ tâm pháp niệm xứ cũng như vậy. Ba niệm xứ là quả và cũng có quả, còn một pháp niệm xứ thì cần phân biệt. Pháp niệm xứ là quả mà chẳng có quả, hoặc là quả và cũng có quả, hoặc chẳng phải quả, chẳng phải có quả. Thường thường xuyên diệt đế là quả, chẳng phải có quả. Hữu vi pháp niệm xứ là quả và cũng có quả, hư không và thường thường xuyên diệt đế là chẳng phải quả, chẳng phải có quả. Ba niệm xứ không thọ. Một thân niệm xứ thì cần phân biệt, nếu thân niệm xứ rơi vào thân hữu tình số là có thọ, không rơi vào thân hữu tình số là chẳng phải thọ. Ba niệm xứ chẳng phải do bốn đại tạo thành, một thân niệm xứ thì cần phân biệt. Thân niệm xứ chín nhập là sắc hương vị xúc nhã nhĩ tỷ thiệt thân, và một phần của thanh nhập pháp nhập là do bốn đại tạo, còn một phần pháp nhập chẳng phải do bốn đại tạo. Ba niệm xứ là pháp hữu thượng. Một pháp niệm xứ thì cần phân biệt, pháp niệm xứ thuộc pháp hữu vi hư không và chẳng phải thường thường duyên diệt đế là pháp hữu thượng, niết bàn là pháp vô thượng. Bốn niệm xứ nếu là hữu lậu là có, nếu là vô lậu là chẳng phải có. Hai niệm xứ là thọ và tâm niệm xứ thuộc tương ương nhân. Một thân niệm xứ không thuộc tương ương nhân, còn pháp niệm xứ thì nếu thuộc tưởng uẩn và tương ương hành uẩn là tương ương nhân, những pháp còn lại là bất tương ương nhân. Bốn niệm xứ phần nhiếp sáu thiện pháp, sáu thiện pháp cũng phần nhiếp bốn niệm xứ, phần bất thiện, phần vô ký cũng tùy chủng lại nhiếp nhau như thế. Ba lậu là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu thì nhiếp một phần niệm xứ, một phần niệm xứ cũng nhiếp ba lậu. Hữu lậu nhiếp bốn niệm xứ phần, bốn niệm xứ phần cũng nhiếp vô lậu. Các nghĩa như vậy nói rộng trong thiên hạ. Hỏi: những gì là nội thân, những gì là ngoại thân? Nếu như nội thân, ngoại thân đều đã nhiếp hết tất cả, sao còn nói quán nội ngoại thân? Đáp: nội là tự thân, ngoại là tha thân. Tự thân có hai: một, các bất tịnh trong thân; hai, da lông móng tóc ngoài thân. Lại nữa, hành giả quán tử thi phình trướng tiêu hoạ, lấy tướng đó để tự quán thân cũng như tướng ấy. Sự việc ấy ta chưa lìa được tướng ấy. Thấy chết là ngoại thân, thần hành giả là nội thân. Nếu như hành giả khi thấy nữ nhân đoan tránh mà sanh tâm nhiễm trước, thì liền quán thân ấy là bất tịnh, là ở bên ngoài. Và tự biết thân ta cũng như vậy, là ở bên trong. Lại nữa, năm căn nhãn nhĩ vân vân là nội thân, năm trần sắc hương là ngoại thân, bốn đại đất nước lửa gió là nội thân, bốn đại sở tạo sắc hương vị xúc là ngoại thân. Nơi có cảm giác khổ vui là nội thân, nơi không có cảm giác khổ vui là ngoại thân. Tự thân và các căn nhãn vân vân là nội thân, vợ con và các vật cần dùng như tài của ruộng nhà là ngoại thân. Vì cớ sao? Vì hết thảy sắc pháp đều là thân niệm xứ. Hành giả tìm nơi một thân ấy có thượng lạc ngã tịnh chăng? Tìm xét kỹ càng đều không thể có được, như trước đã nói trong đoạn quán pháp. Quán bên trong đã là không thể có được, vậy quán bên ngoài hoặc là sẽ có ư? Vì sao? Vì vật bên ngoài là chỗ hết thảy chúng sanh nhiễm trước. Nhưng khi quán ngoại thân cũng không thể có được, lại suy nghĩ rằng ta quán bên trong là không thể có được, vậy ta hãy quán bên ngoài, hoặc là có chăng, nhưng quán bên ngoài cũng lại không thể có được. Tự suy nghĩ rằng, hay tại ta sai lầm, vậy nay ta sẽ quán chung cả nội ngoại. Quán trong quán ngoài ấy là tướng biệt, quán trong ngoài cùng lúc gọi là tướng tổng. Tổng quán biệt quán, rốt ráo, không thể có được, sự quán như vậy đã trọn vẹn. Hỏi, thần niệm xứ có thể có trong có ngoài, còn các thọ là nhiếp về ngoại nhập. Tại sao phân biệt có nội thọ, ngoại thọ? Đáp, Phật nói có hai thứ thọ là thân thọ và tâm thọ. Thân thọ là ngoài, tâm thọ là trong. Lại có thọ tương ưng với năm thức là ngoài, thọ tương ưng với ý thức là trong. Do 12 nhập làm nhân duyên nên có các thọ phát sanh. Thọ sanh từ phía 6 nội nhập gọi là trong. Thọ sanh từ phía 6 ngoại nhập gọi là ngoài. Thô thọ là ngoài, tế thọ là trong. Hai thứ khổ là nội khổ và ngoại khổ. Nội khổ có hai là thân khổ và tâm khổ. Thân khổ là thân bị 404 bệnh như đau thân, đau đầu, vân vân, ấy là thân khổ. Tâm khổ là lo buồn, giận sợ, ghen ghét, nghi ngờ, vân vân, ấy là tâm khổ. Hai khổ ấy hợp lại là nội khổ. Ngoại khổ có hai, một là vua hơn mình, ác tặc, sư tử, hổ lang, rắn rết, bức hại mình.
hay là gió mưa lạnh nóng sấm chớp sét đánh vân vân. Hai thứ khổ này gọi là ngoại khổ. Thọ vui, thọ không khổ không vui cũng như vậy. Lại nữa, duyên nội pháp là nội thọ, duyên ngoại pháp là ngoại thọ. Lại nữa, 108 thọ là nội thọ, phần còn lại là ngoại thọ. Hỏi, tâm là nhiếp về nội nhập, sao nói quán ngoại tâm? Đáp, tâm tùy nhiếp về nội nhập, song vì duyên ngoại pháp nên gọi là ngoại tâm. Ý thức là nội tâm, ngũ thức là ngoại tâm. Nhiếp tâm vào thiền là nội tâm, tâm tán loạn là ngoại tâm. Tâm tương ứng với nội năm cái, nội bảy giác ấy là nội tâm. Tâm tương ứng với năm triển cái bên ngoài, bảy giác bên ngoài ấy là ngoại tâm. Các thứ phân biệt trong ngoài như vậy ấy là nội tâm, ngoại tâm. Hỏi, pháp niệm xứ là nhiếp về ngoại nhập, tại sao nói quán nội pháp? Đáp, trừ thọ có tâm số pháp khác hay duyên nội pháp tâm số pháp là nội pháp, hay duyên ngoại pháp tâm số pháp vô vi, tâm bất tương ưng hành ấy là ngoại pháp. Lại nữa, pháp của ý thức duyên gọi là pháp, như Phật nói nương duyên sanh ý thức. Trong đây trừ thọ các tâm số pháp khác là nội pháp, các tâm bất tương hành và pháp vô vi ấy là ngoại pháp. Bốn chánh cần có hai: một tánh chánh cần, hai cộng chánh cần. Tánh chánh cần là vì đạo nên tu bốn thứ tinh tấn, là tinh tấn ngăn ngừa hai pháp bất thiện và tu tập hai pháp thiện. Khi quán bốn niệm xứ, nếu có tâm giải đãi vào các phiền não như năm cái che tâm, hay khi xa lìa năm thiện căn là tín tấn vân vân, các pháp bất thiện đó nếu đã sanh thì sẽ tinh tấn dứt trừ, nếu chưa sanh thì sẽ tinh tấn không để cho sanh. Còn năm thiện căn, tín tấn vân vân, nếu chưa sanh thì sẽ tinh tấn làm cho sanh, nếu đã sanh thì sẽ tinh tấn làm cho tăng trưởng. Pháp tinh tấn đối với bốn niệm xứ nhiều thì được gọi là chánh cần. Hỏi, sao trong bảy loại pháp là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác tri, tám chánh đạo, chỉ bốn hạnh này gọi là chánh cần và tám thứ sau thì gọi là chánh đạo, ngoài ra đều không gọi là chánh? Đáp, bốn tinh tấn thì tâm rõ mãnh phát động sợ sai lầm nên gọi là chánh cần, hành đạo hướng đến pháp sợ đọa tà pháp nên gọi là chánh đạo. Tánh là bốn tánh tinh tấn cộng là bốn tánh tinh tấn đều làm nhân duyên đầu tiên phát sanh chánh đạo, hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, hoặc sắc hoặc vô sắc như trên đã nói. Khi thực hành bốn chánh cần, nếu tâm hơi bị tán loạn lấy định thu nhiếp lại, đó gọi là như ý túc. Ví như đồ ăn ngon, thiếu muối thời vô vị, được muối thời vị đầy đủ như ý. Lại như người có hai chân, lại có được ngựa tốt, xe tốt thì đi đến nơi như ý. Hành giả như vậy được thật trí tuệ. Về bốn niệm xứ, tránh tinh tấn trong bốn chánh cần, do tinh tấn nên trí tuệ tăng nhiều, mà định được giảm yếu. Được có bốn định thu nhiếp tâm lại, làm cho định tuệ ngang nhau mà sở nguyện đều thành tựu, ấy gọi là như ý túc. Hỏi, trong bốn niệm xứ, bốn chánh cần đã có định, cớ sao không gọi là như ý túc? Đáp, kìa tùy có định mà trí tuệ tinh tấn lực nhiều, định lực yếu, hành giả không được như ý nguyện. Bốn định là do dục làm chủ mà đắc định, do tinh tấn làm chủ mà đắc định, do định làm nhân duyên phát sanh đạo, hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, do tâm làm chủ mà đắc định, do tư duy làm chủ mà đắc định, do định làm nhân duyên phát sanh đạo, hoặc hữu lậu hoặc vô lậu. Cộng với thiền ngũ uẩn gọi là cộng như ý, bốn định do dục làm chủ phát sanh, vân vân, gọi là tánh như ý. Bốn chánh cần, bốn như ý túc, như trong tánh niệm xứ, cộng niệm xứ đã phân biệt nói rộng. Năm căn là tin vào đạo và thiện pháp trợ đạo, gọi là tín căn. Khi thực hành đạo và pháp trợ đạo ấy, xuyên cầu không ngừng, gọi là tinh tấn căn. Nhớ nghĩ đạo và pháp trợ đạo, không còn nghĩ gì khác, gọi là niệm căn. Nhất tâm nhớ nghĩ không tán loạn, gọi là định căn. Vì đạo và pháp trợ đạo quán 16 hành tướng như vô thường, khổ, vân vân, gọi là tuệ căn. Năm căn tăng trưởng không bị phiền não phá hoại thì gọi là năm lực, như đã nói trong năm căn. Năm căn năm lực, năm lực này nhiếp thuộc trong hành uẩn, thường trung tương ưng theo tâm hành động là tâm số pháp, chung với tâm sanh, chung với tâm trú, chung với tâm diệt. Nếu có năm pháp này là theo chánh định, nếu không có năm pháp này là rơi vào tà định. Nghĩa của bảy giác phần như trước đã nói.
Hỏi, tuy trước đã nói nghĩa bảy giác phần, song chẳng phải nói theo pháp A Tỳ Đàm. Đáp, này sẽ nói tiếp. Cũng như nghĩa của bốn niệm xứ, bảy giác phần này là vô sắc, không thể thấy, không đối ngại, là vô lậu, hữu vi, nhân duyên sanh, nhiếp về ba đời, nhiếp về danh, nhiếp về ngoại nhập, do tuệ biết, chẳng phải đoạn biến tri, chẳng phải đoạn, là pháp tu, pháp vô cấu, là quả và cũng có quả, chẳng phải pháp thọ, chẳng phải do bốn đại tạo, là pháp hữu thượng, chẳng phải có, là tương ưng nhân, hai thiện phần, hữu lậu thiện, vô lậu thiện, nhiếp bảy giác phần, bảy giác phần, nhiếp hai thiện phần, không nhiếp vào pháp bất thiện, vô ký, lậu và hữu lậu, hai phần vô lậu, hữu vi vô vi, hữu vi vô lậu, vô vi vô lậu, nhiếp bảy giác phần, bảy giác phần, nhiếp hai phần vô lậu, các nghĩa như vậy, vân vân, như trong thiền hạn có nói rộng. 8. Tánh đạo phần như trước đã nói, chánh kiến là trí tuệ, như đã nói trong bốn niệm xứ, tuệ căn tuệ lực, trạch pháp giác, chánh tư duy là khi quán bốn đế có tâm vô lậu tương ưng, suy nghĩ phát động, giác biết đo lường, chánh phương tiện là như đã nói trong bốn chánh cần, tinh tấn căn, tinh tấn lực, tinh tấn giác, chánh niệm là như đã nói trong niệm căn, niệm lực, niệm giác, chánh định là như đã nói trong ý túc, định căn, định lực, định giác, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nay sẽ nói. Trừ bốn thứ tà mạng thuộc về khẩu nghiệp, dùng vô lậu trí tuệ, trừ bỏ xa lìa các khẩu tà nghiệp, ấy là chánh ngữ, chánh nghiệp cũng như vậy. Dùng trí tuệ vô lậu trừ bỏ xả ly năm thứ tà mạng gọi là chánh mạng. Hỏi những gì là năm thứ tà mạng? Đáp, một, nếu hành giả vì lợi dưỡng, dối trá hiện tướng kỳ đặc. Hai, vì lợi dưỡng tự nói công đức của mình. Ba, vì lợi dưỡng xem tướng cát hung để nói cho người. Bốn, vì lợi dưỡng to tiếng hiện oai khiến người khiếp sợ. Năm, vì lợi dưỡng khen ngợi công đức cúng dường để kích động lòng người, dùng nhân duyên tà vậy để nuôi sống, ấy gọi là tà mạng. Tám chánh đạo này gồm ba phần, ba thứ là giới phần, ba thứ là định phần, hai thứ là huệ phần. Tuệ phần, định phần như trước đã phân biệt nói, riêng giới phần nay sẽ nói. Giới phần là sắc tánh, vô biểu sắc, không thể thấy, không có đối ngại, thuộc vô lậu, hữu vi, không báo, nhân duyên sanh, nhiếp về ba đời, nhiếp về sắc, chẳng phải nhiếp về danh, nhiếp về ngoại nhập, do tuệ biết, chẳng phải đoạn kiến, nên hiểu là đoạn biến tri, chẳng thể đoạn, là pháp tu, pháp vô cấu, là quả và cũng có quả, chẳng phải pháp thọ, do bốn đại tạo, là pháp hữu thượng, pháp chẳng phải có, chẳng phải tương ưng nhân, một thiện phần, hữu lậu thiện, nhiếp ba chánh, cử nghiệp mạng, ba chánh nhiếp một thiện phần, không nhiếp vào bất thiện, hữu lậu, vô ký lậu. Một pháp vô lậu nhiếp ba chánh, ba chánh cũng nhiếp một pháp vô lậu. Các lối phân biệt như vậy, như trong A Tỳ Đàm đã nói rộng. 37 đạo phẩm này ở sơ thiền địa có đủ. Trong vị đáo địa có 36 trừ hỷ giác. Trong đệ nhị thiền cũng có 36 trừ chánh hạnh, chánh cần. Trong trung gian thiền, đệ tam, đệ tứ thiền đều có 35 trừ hỷ giác chánh hạnh. Trong ba vô sắc định có 32 trừ hỷ giác chánh hạnh, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Trong hữu đảnh địa có 22 trừ bảy giác phần, tám thánh đạo phần. Trong dục giới có 22 cũng như vậy. Đây là phân biệt nói ở trong pháp thanh văn. Hỏi trong đại thừa nói nghĩa 37 đạo phẩm như thế nào? Đáp, Bồ Tát Maha Tát thực hành bốn niệm xứ, quán nội thân là vô thường, khổ như bệnh, như ung, thị xương tụ tập bại hoại, đầy rẫy bất tịnh, chín lỗ thường chảy ra, đó là nhà xí. Như vậy quán thân lộ bảy sâu xa, không một chỗ sạch, thịt lấp xương vóc, cân buộc da bọc, do chịu nghiệp nhân hữu lậu đời trước và do đời nay tắm rửa hương hoa y phục, ăn uống ngoại cụ thuốc men vân vân tạo thành. Như xe có hai bánh, do sức bỏ kéo có thể đi đến được, do nhân duyên hai đời làm thành xe thân. Do còn bỏ thức kéo qua lại quanh co, thân này do bốn đại đạo hòa hợp, tạo thành giống như bọt nước, trống rỗng, không kiên cố, thân này vô thường, lâu chắc phải bị phá hoại. Tướng của thân này không thể tìm thấy ở trong thân, cũng không ở ngoài thân, cũng không ở chặng giữa, thân tự không biết, vô tri vô tác, giống như tường vách ngói đá, trong thân này không có thân tướng nhất định. Không có ai làm ra thân này, cũng không có ai sai khiến làm. Thân này đời trước đời này đều không thể có được.
Có tám vạn hộ trùng, vô lượng các bệnh và các thứ, đói khát, lạnh nóng, hình thể suy tàn, vân vân, thường bước não thân này. Bồ Tát Ma Ha Tát quán thân như vậy, biết chẳng phải thân ta, cũng chẳng phải thân người khác, không được tự tại làm và không làm. Thân tướng của thân này trống, do nhân duyên hư vọng sanh ra. Thân này là giả có, thuộc nghiệp nhân duyên của đời trước. Bồ Tát tự suy nghĩ, ta không nên tiếp thân này. Vì cớ sao? Vì thân tướng này không hợp, không tán, không đến, không đi, không sanh, không diệt, không nương tựa. Men theo thân, quán thân này là vô ngã, vô ngã sở. Cho nên không, không cho nên không các tướng nam nữ, không các tướng cho nên không ước nguyện. Quán như vậy được vào môn vô tác trí. Biết thân không làm, không có kẻ làm, chỉ do các pháp nhân duyên hòa hợp sanh. Các nhân duyên làm cho thân này cũng lại từ hư vọng điên đảo mà có. Chính trong nhân duyên ấy cũng không có tướng nhân duyên, nhân duyên ấy sanh cũng không có tướng sanh. Suy nghĩ như vậy, biết thân này từ xưa đến nay không có tướng sanh. Biết thân này là vô tướng, không thể chấp thủ. Vô sanh nên vô tướng, vô tướng nên vô sanh. Chỉ dối gạt kẻ phàm phu nên gọi là thân. Bồ Tát khi quán thật tướng của thân như vậy, lìa xa các ái trước dục nhiễm, tân thường buộc niệm ở nơi thân, men theo thân quán như vậy gọi là Bồ Tát quán thân niệm xứ. Quán ngoại thân, quán nội ngoại thân cũng như vậy. Bồ Tát quán thọ như thế nào? Quán nội thọ. Thọ này có ba thứ là hoặc khổ hoặc vui, hoặc không khổ không vui. Các thọ ấy không từ đâu đến, diện không đi về đâu, chỉ theo hư cuồng điên đảo vọng tưởng sanh, là báo quả thuộc nhân duyên nghiệp đời trước. Bồ Tát cầu tìm các thọ như vậy, không ở trong quá khứ, không ở vị lai, không ở hiện tại, biết các thọ ấy là không, vô ngã, vô ngã sở, vô thường, phá hoại. Quán các thọ ba đời ấy là không, vô tướng, vô tác, được vào môn giải thoát. Cũng quán các thọ sanh diệt, cũng biết các thọ không hợp, không tan, không sanh, không diệt, như vậy được vào môn vô sanh. Biết các thọ vô sanh nên vô tướng, vô tướng nên vô sanh. Biết như vậy rồi, buộc tâm ở trong quán duyên, hoặc có khổ có vui, không khổ không vui đưa đến, tâm không lãnh thọ, không ái trước, không nương tựa. Do các nhân duyên như vậy, quán các thọ ấy gọi là thọ niệm xứ. Quán ngoại thọ, quán nội ngoại thọ cũng như vậy. Bồ Tát quán tâm niệm xứ như thế nào? Bồ Tát quán nội tâm. Nội tâm ấy có ba thứ là sanh trụ diệt. Suy nghĩ rằng tâm này không từ đâu đến, diệt cũng không đi về đâu, chỉ theo nhân duyên trong ngoài hòa hợp sanh. Tâm ấy không có thật tướng nhất định, cũng không thật sanh trụ diệt, cũng không ở trong quá khứ vị lai hiện tại. Tâm ấy không ở trong ở ngoài, không ở chặng giữa. Tâm ấy cũng vô tánh vô tướng, cũng không ai sanh, không ai khiến sanh. Do bên ngoài có nhân duyên của sáu trần, bên trong có tâm tưởng điên đảo sanh diệt tiếp nối, nên miễn cưỡng gọi là tâm. Trong tâm như vậy, thật tướng của tâm không thể có được. Tánh của tâm ấy bất sanh bất diệt, thường là tướng tịnh. Vị tướng khách trần phiền não nhiễm trước nên gọi là tâm bất tịnh. Tâm không tự biết tâm, vì cớ sao? Vì tâm ấy tướng của tâm là không. Tâm ấy gốc ngọn không có thật pháp. Tâm ấy với các pháp không hợp không tan, cũng không đời trước đời sau đời giữa, không sắc không hình không đối ngã, chỉ là điên đảo hư vọng sanh. Tâm ấy là không, vô ngã, vô ngã sở, không thường, không thật, ấy gọi là tùy thuận quán tâm. Biết tướng của tâm vô sanh được vào trong vô sanh pháp. Vì cớ sao? Vì tâm ấy vô sanh, vô tánh, vô tướng. Người trí biết được, người trí tuy quán tướng sanh diệt của tâm, cũng không thấy có pháp thật sanh thật diệt, không phân biệt nhơ sạch mà tâm được thanh tịnh. Do tâm thanh tịnh nên không bị khách trần phiền não cấu nhiễm. Như vậy, vân vân, quán nội tâm, quán ngoại tâm, quán nội ngoại tâm cũng như vậy. Bồ Tát quán pháp niệm xứ như thế nào? Quán hết thảy pháp không ở trong, không ở ngoài, không ở chặng giữa, không ở trong đời quá khứ vị lai hiện tại, chỉ theo nhân duyên hòa hợp vọng kiến sanh ra, không có thật tướng nhất định, không có pháp ấy, không có pháp ấy của ai. Trong các pháp, tướng của pháp là không thể có được, cũng không có pháp, hoặc hợp hoặc tan, hết thảy pháp, không có gì có như hư không, hết thảy pháp hư dối như huyễn, đánh các pháp vốn tịnh, không ô nhiễm nhau, các pháp không có thọ, các pháp không có gì, các pháp không thể biết được, vì tâm số pháp hư dối vậy. Khi quán như vậy, không thấy có pháp hoặc tướng một hoặc tướng khác, quán hết thảy pháp là không, vô ngã, không có tự tánh, ấy thật là không, thật không nên không có tướng, không có tướng nên không có tạo tác, không tạo tác nên không thấy pháp hoặc sanh hoặc diệt. Trụ trong trí tuệ ấy được vào môn vô sanh pháp nhẫn.
Bây giờ tuy quán các pháp sanh diệt cũng vào môn vô tướng, vì cớ sao? Vì hết thảy pháp biệt các tướng, người trí đã biết rõ. Khi quán như vậy, buộc tâm vào trong quán duyên, thuận theo các pháp tướng, không nhớ niệm thân thọ tâm pháp. Biết bốn pháp ấy không có nơi chỗ, ấy là nội pháp niệm xứ, ngoại pháp niệm xứ, nội ngoại pháp niệm xứ cũng như vậy. Bốn chánh cần, bốn như ý túc cũng cần phân biệt như vậy, quán nó là không, không có nơi chỗ. Bồ Tát thực hành năm căn như thế nào? Bồ Tát Ma Ha Tát quán năm căn, tu năm căn. Tín căn là tin hết thảy pháp do nhân duyên sanh, do tâm điên đảo vọng kiến sanh, như vọng lửa quay, như mộng như huyễn. Tiền các pháp là bất tịnh, vô thường, khổ, không vô ngã, như bệnh, như ung, như gai nhọn, tai biến, bại hoại. Tiền các pháp không gì có, như nắm tay không dối trẻ nhỏ. Tiền các pháp không ở trong quá khứ, không ở trong vị lai, không ở trong hiện tại, không từ đâu đến, diệt, không đi về đâu. Tiền các pháp là không vô tướng, vô tác, bất sanh, bất diệt. Vô tác vô tướng mà tin sự chỉ giới thiền định trí tuệ giải thoát tri kiến. Được tín căn ấy không còn bị thối chuyển, lấy tín căn làm đầu, khéo chỉ định giới, trụ trong sự chỉ giới rồi thì tín tâm không động, không chuyển. Nhất tâm tin chắc đương nghiệp có quả báo, xa lìa các tà kiến, không còn tin các lời lẽ khác, chỉ thọ trì Phật Pháp, tin chúng tăng, trụ trong thật đạo, trực tâm nhu nhuyến, hay nhẫn, thông đạt vô ngại, không lay động, không biến họa, đắc lực tự tại, ấy gọi là tín căn. Tinh tấn căn là ngày đêm thường tu hành tinh tấn, khước trừ năm điều che lấp, nhiếp hộ năm căn, muốn được, muốn biết, muốn thực hành, muốn tụng, muốn đọc, cho đến muốn nghe các kinh pháp thầm diệu. Nếu các pháp ác bất thiện khởi lên, liền khiến nó tiêu diệt. Nếu chưa sanh khởi, khiến cho không sanh khởi. Còn các pháp thiện chưa sanh thì làm cho sanh, đã sanh làm cho tăng trưởng rộng lớn. Cũng như không ghét pháp bất thiện, cũng không ưa pháp thiện, được sự tinh tiến bình đẳng, tiến thẳng không lưu chuyển, được tránh tinh tiến định tâm, nên gọi là tinh tấn căn. Niệm căn là Bồ Tát thượng nhất tâm niệm tưởng muốn đầy đủ bố thí trì giới thiền định trí tuệ giải thoát, muốn tịnh thân khẩu ý nghiệp thượng nhất tâm niệm ở trong trí biết về các pháp sanh diệt trú dị, nhất tâm niệm khổ tập diệt đạo, nhất tâm niệm phân biệt căn lực giác đạo thiền định giải thoát sanh diệt vào ra, nhất tâm niệm các pháp bất sanh bất diệt, không làm không nói để được trí tuệ vô sanh nên đầy đủ các Phật pháp, nhất tâm niệm không để cho tâm thanh văn bích chi Phật xen vào, thường niệm không quyền các pháp thậm thâm thanh tịnh như vậy, quán hạnh thành tựu được niệm tự tại như vậy, ấy gọi là niệm căn. Định căn là Bồ Tát khéo thủ lấy tướng định hay sang các thứ thiện định, rõ ràng biết các môn định, khéo biết vào định, khéo biết chú định, khéo biết xuất định, nơi định không đắm trước, không ưa thích, không nương tựa, khéo biết sở duyên, khéo biết duyên hoại, tự tại xảo qua các thiền định, cũng biết định vô duyên, không theo lời người khác, không truyền theo hạnh thiền định tự tại ra vào vô ngại, ấy gọi là định căn. Tuệ căn là Bồ Tát vì đè rất hết khổ thành tựu trí tuệ bậc thánh, trí tuệ ấy là vì xa lìa các pháp, vì niết bàn, dùng trí tuệ quán hết thảy ba cõi vô thường, bị ba thứ suy, ba lửa dục thiêu đốt, quán xong trong ba cõi, trí tuệ cũng không đóng hết thảy ba cõi, mà chuyển thành môn không. Vô tướng, vô tác giải thoát, nhất tâm cầu Phật Pháp như cứu lửa cháy đầu. Trí tuệ ấy của Bồ Tát không ai phá hoại được, không nương tựa trong ba cõi, tâm thường xa lìa năm dục tùy ý, do tuệ căn lực, chứa nhóm vô lượng công đức, thông lợi chứng nhận, thật tướng các Pháp, không nghi không nạn, đối thế gian không yêu, đối niết bàn không hỉ. Được trí tuệ tự tại, ấy gọi là tuệ căn. Bồ Tát thành được năm căn này, khéo biết tướng căn của chúng sanh, biết căn của chúng sanh nhiễm dục, biết căn của chúng sanh ly dục, biết căn của chúng sanh sân nhuế, biết căn của chúng sanh lìa sân nhuế, biết căn của chúng sanh ngu si, cũng biết căn của chúng sanh lìa ngu si, biết căn của chúng sanh muốn đọa ác đạo, biết căn của chúng sanh muốn sanh trong cõi người, biết căn của chúng sanh muốn sanh lên cõi trời, biết căn của chúng sanh độn, biết căn của chúng sanh lợi, biết căn của chúng sanh có bậc thượng trung hạ, biết căn của chúng sanh có tội, biết căn của chúng sanh vô tội, biết căn của chúng sanh thuận nghịch, biết căn của chúng sanh sẽ sanh vào cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, biết căn của chúng sanh có căn lành thâm hậu, căn lành mỏng, biết căn của chúng sanh chánh định tà định, bất định tụ, biết căn của chúng sanh khinh tháo, biết căn của chúng sanh trì trọng,
biết căn của chúng sanh tham tham, biết căn của chúng sanh hay buông thả, biết căn của chúng sanh cung kính, biết căn của chúng sanh không cung kính, biết căn của chúng sanh tịnh giới bất tịnh giới, biết căn của chúng sanh sân nhuế hay nhẫn nhục, biết căn của chúng sanh tinh tấn hay giải đãi, biết căn của chúng sanh loạn tâm nhiếp tâm ngu si hay trí tuệ, biết căn của chúng sanh không sợ có sợ, biết căn của chúng sanh tăng thượng mạng hay không tăng thượng mạng, biết căn của chúng sanh chánh đạo hay tà đạo, biết căn của chúng sanh có thủ hộ hay không thủ hộ, biết căn của chúng sanh cầu thanh văn, biết căn của chúng sanh cầu bích chi Phật, biết căn của chúng sanh cầu Phật đạo. Đối với trong sự biết căn của chúng sanh được sức phương tiện tự tại gọi là biết căn. Bồ Tát thực hành năm căn tăng trưởng, phá được phiền não, độ chúng sanh được vô sanh pháp nhẫn, ấy là lực. Lại thiên ma ngoại đạo không thể hủy hoại, ấy là lực. Bảy giác phần là Bồ Tát đối với hết thảy pháp không nhớ không nghĩ, ấy gọi là niệm giác phần. Trong hết thảy pháp tìm thiện pháp, bất thiện pháp, vô ký pháp không thể có được, ấy là trạch giác. Giác phần không vào ba cõi, phá hoại ba cõi, ấy gọi là tinh tấn giác phần. Đối với hết thảy tạo tác không sanh tâm ngừa đắm, vì tướng lâu mù mừng hư hoại lẫn nhau, ấy là hỷ giác phần. Đối với hết thảy pháp tâm khinh an, duyên không thể có được, ấy gọi là trừ giác phần. Biết hết thảy pháp tướng thường định không lại không tán, ấy gọi là định giác phần. Đối với hết thảy pháp không đắm trước không nương tựa, cũng không thấy tâm xả ấy, ấy gọi là xả giác phần. Bồ Tát quán bảy giác phần đều không như vậy. Hỏi: bảy giác phần này sao chị nói lược? Đáp: trong bảy giác phần niệm tuệ tinh tấn định trên kia đã nói rộng, ba giác phần còn lại nay sẽ nói. Bồ Tát thường hành hỷ giác phần, quán hỷ ấy không thật. Vì cớ sao? Vì hỷ ấy do nhân duyên sanh, là pháp tạo tác, pháp có, pháp vô thường, pháp có thể ưa đắm. Nếu sanh tâm ưa đắm, khi tướng vô thường ấy biến hoại thì sanh lo, kẻ phàm phu vì tâm điên đảo nên sanh tâm đắm trước. Nếu biết các pháp thật là không, bây giờ tâm sanh hối hận rằng ta phải chịu hư dối. Ví như người ở trong chỗ tối bị đói khát bức bách, ăn nhầm vật bất tịnh, ban ngày quán biết, mới biết đó là lầm. Nếu quán như vậy ở trong thật trí tuệ sanh mừng, ấy là chân hỷ. Được chân hỷ này trước hết trừ được thân thô trọng, thứ đến trừ được tâm thô trọng, sau mới trừ hết thảy pháp tướng, được sự khoái lạc biến hết trong thân tâm, ấy là trừ giác phần, khinh an giác chi. Đã được hỷ và trừ giác phần thì bỏ các quán hạnh là vô thường quán, khổ quán, không vô ngã quán, sanh diệt quán, bất sanh diệt, bất sanh bất diệt quán, hữu quán vô quán, phi hữu phi vô quán, như vậy xả hết các hỷ luận. Vì cớ sao? Vì vô tướng, vô duyên, vô tác, vô hỷ luận thường tình diệt là pháp tướng thật. Nếu không thực hành việc xả bỏ liền có các tranh cãi. Nếu cho có là thật, thời cho không là hư dối. Nếu cho không là thật, thời cho có là hư dối. Đối với thật thì ưa đắm, đối với hư thì giận ghét, nơi sanh ra lòng, sanh ra lo mừng, như vậy cớ sao không xả? Được hỷ trừ xả giác phần, như vậy thời bảy giác phần được đầy đủ viên mãn. Tám thánh đạo phần thì chánh kiến, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định như trên đã nói. Chánh tư duy này sẽ nói: Bồ Tát đối với các pháp không vô sở đắc trú ở trong chánh kiến như vậy. Quán xét tướng của chánh tư duy, biết tất cả tư duy đều là tà tư duy, cho đến tư duy niết bàn, tư duy Phật cũng đều như vậy. Vì cớ sao? Vì dứt hết thảy tư duy phân biệt, ấy gọi là chánh tư duy. Các tư duy phân biệt đều do bất thật, hư dối, điên đảo nên có. Tướng phân biệt hư tư duy đều không. Bồ Tát trụ trong chánh tư duy như vậy, không còn thấy là chánh là tà, vượt qua mọi tư duy phân biệt, ấy gọi là chánh tư duy. Hết thảy tư duy phân biệt đều bình đẳng, đều bình đẳng, cho nên tâm không đắm trước. Như vậy là tướng chánh tư duy của Bồ Tát. Chánh ngữ là Bồ Tát biết hết thảy ngôn ngữ đều do phân biệt thủ tướng hư vọng bất thực điên đảo mà sanh ra. Khi ấy Bồ Tát nghĩ rằng trong ngôn ngữ không có tướng ngôn ngữ, dứt hết thảy các khổ nghiệp, biết thật tướng các ngôn ngữ, ấy là chánh ngữ. Các ngữ ấy không từ đâu lại, diệt cũng không đi về đâu, ấy là Bồ Tát thực hành chánh ngữ. Có nói năng gì đều trú ở trong thật tướng mà nói ra. Do vậy nên các kinh nói Bồ Tát trụ ở trong chánh ngữ, hay khởi các khẩu nghiệp thanh tịnh, biết chân tướng của hết thảy ngữ ngôn,
tùy nói mà không bị rơi vào tả ngữ. Chánh nghiệp là Bồ Tát biết hết thảy tà tướng của nghiệp hư vọng không thật, đều không có tướng tạo tác. Vì cớ sao? Vì không có một nghiệp nào được có tướng nhất định. Hỏi: nếu hết thảy nghiệp đều không, tại sao Phật nói bố thí vân vân là thiện nghiệp, sát sanh vân vân là bất thiện nghiệp, riêng làm các việc khác là nghiệp vô ký? Đáp: trong các nghiệp còn không có một huống gì có ba. Vì cớ sao? Như lúc đi đã đến thời không có nghiệp đi, sự đi chưa đến cũng không có nghiệp đi, hiện tại đang đi cũng không có nghiệp đi, do vậy nên không có nghiệp đi. Hỏi: đã đến nơi thời có thể không, chưa đến nơi thời có thể không, còn hiện tại chỗ đang đi thì phải là có đi chứ? Đáp: chỗ hiện đang đi cũng không có đi. Vì cớ sao? Vì trừ nghiệp đi, chỗ hiện đang đi không thể có được. Nếu trừ nghiệp đi có chỗ hiện đang đi thì trong đó có thể có đi, nhưng không phải vậy. Trừ chỗ hiện đang đi thời không có nghiệp đi, trừ nghiệp đi thời không có chỗ hiện đang đi. Vì cùng làm duyên chung với nhau nên không được chỉ nói chỗ hiện đang đi là có đi. Lại nữa, nếu chỗ hiện đang đi có nghiệp đi, thời liền nghiệp đi nên phải có chỗ hiện đang đi, để chỗ hiện đang đi nên phải có nghiệp đi. Hỏi: nếu như vậy có lỗi gì? Đáp: vì trong một lúc có hai nghiệp đi, nếu có hai nghiệp đi thời có hai người đi. Vì cớ sao? Trừ người đi thời không có đi, nếu trừ người đi chỗ hiện đang đi không thể có được, không có chỗ hiện đang đi thời cũng không có người đi. Lại nữa, người không đi cũng không đi, cho nên không có nghiệp đi. Nếu trừ người đi và người không đi thì lại không có người đi thứ ba. Hỏi: người không đi thì không đi là như vậy, còn người đi có sao nói là không đi? Đáp: trừ nghiệp đi, người đi không thể có được. Trừ người đi, nghiệp đi không thể có được. Như vậy hết thảy pháp nghiệp đều không, ấy gọi là chánh nghiệp. Các Bồ Tát chứng nhập lý, các nghiệp bình đẳng, không cho tà nghiệp là ác, không cho chánh nghiệp là thiện, không tạo tác gì, không tác chánh nghiệp, không tác tà nghiệp, ấy gọi là thật trí tuệ, tức là chánh nghiệp. Lại nữa, trong các pháp bình đẳng, không tránh không tà, như thật biết các nghiệp, biết như thật rồi, không tạo tác, không ngừng nghỉ. Như vậy, người trí thường có chánh nghiệp, không có tà nghiệp, ấy gọi là chánh nghiệp của Bồ Tát. Chánh mạng là hết thảy đồ giúp nuôi mạng sống đều tránh chứ không tà, trụ trong trí bất hí luận, không thủ tránh mạng, không xả tà mạng, cũng không ở trong chánh pháp, cũng không ở trong tà mạng, mà thường ở trong trí thanh tịnh, chứng nhập lý bình đẳng tránh mạng, không thấy mạng, không thấy phi mạng, thực hành thật trí tệ như vậy nên gọi là tránh mạng. Nếu Bồ Tát quán được 37 đạo phẩm ấy, thời vượt qua thanh văn bích chi Phật địa mà vào trong địa vị Bồ Tát, dần dần thành được nhất thiết trùng trí. Hết cuốn 19 theo bản Hán.